Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 10. Nhưng điều khiến Lý Dục Thần vui mừng là, cuối cùng đám mây đen trên không trung nhà họ Lâm đã hoàn toàn tiêu tan. Trời trong xanh. Đúng vào hôm nay, khi mặt trời nhô lên, nhà họ Lâm đón một vị khách đã lâu không gặp. Trần Văn Học dẫn rất nhiều người hào hùng đến nhà họ Lâm. Ngoại trừ đoàn thương nghiệp của anh ta, còn có bác sĩ và y tá. Việc hợp tác giữa tôi và nhà họ Lâm vẫn phải tiếp tục, người của nhà họ Lâm phải sống thật tốt. Đây là lời của Trần Văn Học nói với Lâm Thu Thanh. Lâm Thu Thanh biết, Trần Văn Học có thể giúp đỡ đưa than trong tuyết vào lúc này, không phải nể mặt nhà họ Lâm, là mà nể mặt Lý Dục Thần. Anh Dục Thần, Trần Văn Học lại lặng lẽ thay đổi cách xưng hô, tôi đưa Lang Dụ Văn đến cho anh. Anh có thể kiểm tra anh ta, nhưng tôi nhắc nhở anh ta cũng sẽ kiểm tra anh. Người này, có thể làm việc cho anh hay không, thì phải xem bản thân anh rồi. Lang Dụ Văn hơn 40 tuổi, hơi gầy, đeo kính, vẻ ngoài nhã nhặn giống với Trần Văn Học. Nhưng điểm khác biệt là vẻ nhã nhặn của Trần Văn Học mang đến cảm giác thoải mái, mà trên người Lang Dụ Văn lại có khí chất tang thương và u buồn. Trần Văn Học gọi Lang Dụ Văn là chú Lang, người thân bên cạnh anh ta cũng gọi theo, gọi nhiều nên thành chú Lang. Lý Dục Thần phát hiện phía sau thấu kính dày cộm kia quả thực cất giấu ánh mắt như lang sói. Trần Văn Học bảo Lý Dục Thần kiểm tra Lang Dụ Văn, anh ta rất tin tưởng Lang Dụ Văn, ngay cả bố anh ta cũng nói Lang Dụ Văn là thiên tài thương nghiệp, chỉ bởi vì từng mạo phạm toàn bộ giới hào môn Giang Đông nên không dám dùng anh ta. Đương nhiên, Lang Dụ Văn chắc chắn không cam lòng bị người khác ép buộc, loại người có thực tài này họ đều kiêu ngạo từ trong xương cốt. Cho nên anh ta cũng phải thử thách Lý Dục Thần, muốn xem Lý Dục Thần có đáng giá anh ta dựa vào không. Trần Văn Học cảm thấy chuyện này nhất định sẽ rất hay. Đam mỹ hiện đại. Anh ta nghĩ đến cảnh hai người kia đấu võ mồm, anh tới tôi đi, cuối cùng cùng chung chí hướng với nhau. Nhưng thực tế là, cuộc gặp mặt này vô cùng đơn giản đến mức Trần Văn Học từng hoài nghi nó có thực sự xảy ra không. Nghe nói toàn bộ Giang Đông đều không chứa nổi anh, đây là câu hỏi đầu tiên của Lý Dục Thần. Đúng, Lang Dụ Văn không hề che giấu, dứt khoát trả lời. Tôi có thể giúp anh có được toàn bộ Giang Đông, Lý Dục Thần đáp. Trong tầm tay Lang Dụ Văn luôn có thuốc lá. Anh ta nhả ra làn khói xám nồng nặc, đẩy mắt kính, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người trẻ tuổi trước mắt. Dựa vào đâu chứ, anh ta hỏi lại. Bằng cái này. Lý Dục Thần lấy ra một khẩu súng lục. Khẩu súng này do Phùng Thiên Minh đưa cho anh. Phùng Thiên Minh nói, hiện tại người muốn giết anh quá nhiều, võ công có cao nữa cũng không dễ dùng bằng viên đạn. Lý Dục Thần biết ông ta có ý tốt nên nhận. Mặc dù anh không cần, nhưng có thể cho Mã Sơn. Thứ này. Lang Dụ Văn nhìn thấy súng bỗng bật cười. Tôi từng chơi thứ này lúc 10 tuổi. Anh ta rít một hơi, nhả ra một vòng khói lớn để diễn tả sự khinh thường của mình. Nhưng động tác tiếp theo của Lý Dục Thần khiến anh ta cười không nổi. Anh ta mở to hai mắt, mang chút kinh hoàng xen lẫn hưng phấn. Nếu không phải có mắt kính cản trở, anh ta hoài nghi đôi mắt của mình sẽ rớt ra ngoài. Lý Dục Thần giơ súng lên, nhắm vào thái dương, sau đó bóp cò súng. Họng súng cách đầu anh không đến 10 cm. Tiếng súng vang lên. Lang Dụ Văn trông thấy viên đạn bay ra khỏi họng súng, dán sát vùng ra chỗ thái dương của Lý Dục Thần rồi xoay tròn. Lý Dục Thần chậm rãi dùng một cái tay khác cầm lấy đầu đạn gần tay mình, nhẹ nhàng ném vào ly trà trước mặt Lang Dụ Văn. Một tiếng phốc vang lên, chén trà bốc lên một sợi khói nhẹ. Lang Dụ Văn ngây người nhìn. Không có cách nào có thể phơi bày ra thực lực khiến người khác chấn động hơn cách này. Lúc trước, chẳng phải mấy nhà giàu quyền thế kia gạt anh ta ra khỏi Giang Đông cũng bằng loại thực lực ngoài thương nghiệp này hay sao? Nếu cạnh tranh công bằng, xưa nay anh ta không sợ ai. Cậu muốn tôi làm gì? Lang Dụ Văn hỏi. Trở thành hào môn trong vòng 3 tháng, đứng đầu thủ đô trong vòng 3 năm. Lý Dục Thần không muốn lãng phí thời gian nên nói ra điều kiện có phần hà khắc. Tiền vốn bao nhiêu? Lang Dụ Văn hỏi. Không có, Lý Dục Thần dứt khoát đáp. Lang Dụ Văn nhíu mày. Theo lẽ thường, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng người trước mắt này hiển nhiên không phải người bình thường, nên cũng không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Tại sao lại là đứng đầu thủ đô mà không phải đứng đầu Nam Giang hoặc Giang Đông? Bởi vì tôi tới từ thủ đô. Được, thành giao.
Lang Dụ Văn bóp tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên bắt tay Lý Dục Thần. Trần Văn Học cảm thấy vô cùng mờ mịt. Hai người này, một người nói sẽ cho đối phương toàn bộ Giang Đông, người kia bảo sẽ giúp đối phương đứng đầu thủ đô trong 3 năm. Chỉ vậy mà đàm phán thành công rồi. Tín nhiệm và lòng tin này đến từ đâu vậy? Quả thực là hai kẻ điên. Đang nằm mơ sao, thật không thể tin được. Ma huyễn, quá ma huyễn. Có điều, so với Lang Dụ Văn, Trần Văn Học không quá khiếp sợ với việc Lý Dục Thần dùng tay không đỡ đạn. So sánh với cảnh tượng kinh người trong trường đấu chó ngày hôm đó, cái này quả là trò trẻ con. Tôi có thể góp cổ phần không? Trần Văn Học hỏi. Không phải anh sớm đã góp rồi sao? Lý Dục Thần cười nói, không có anh nhập bọn, tiền vốn của chúng tôi từ đâu đến? Trần Văn Học hưng phấn xoa xoa tay, vậy chúng ta cùng làm một vố lớn đi. Đứng đầu thủ đô trong 3 năm tới, vừa nghe đã khiến người ta không yên giấc nổi. Có điều, bây giờ tài chính mà tôi có thể vận dụng được chỉ có 100 triệu. Lý Dục Thần nhìn Lang Dụ Văn, vậy sau này, chuyện làm ăn xin nhờ cậy chú Lang. Lang Dụ Văn có thể cảm nhận được sự tín nhiệm của Lý Dục Thần, nhưng anh ta vô cùng rõ ràng, sự tín nhiệm này không phải vô điều kiện. 3 tháng tới chính là thử thách đối với anh ta. Giống như công nhân viên mới nhậm chức trong công ty, cũng cần có giai đoạn thử việc. Mục tiêu đánh giá thử việc của anh ta chính là giúp Lý Dục Thần vượt qua ngưỡng cửa hào môn trong 3 tháng. Lang Dụ Văn lần nữa đốt một điếu thuốc, phun ra sương trắng, nói, được, 100 triệu thì 100 triệu, chuyện làm ăn không khó. Nhưng muốn trở thành hào môn thì chỉ dựa vào tiền là không đủ. Thời gian 3 tháng quá ngắn, chỉ có một cách. Cách gì? Trần Văn Học hỏi. Nuốt một hào môn khác, Lang Dụ Văn đáp. Nuốt một hào môn khác, Trần Văn Học lắp bắp kinh hãi, nuốt nhà ai? Nuốt thế nào? Lang Dụ Văn nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, nói, hiện tại nhà họ Lâm tứ phía thủ địch, đây là một cơ hội tốt. Tại thành phố Hòa, nhà họ Lâm là hào môn số 1 số 2, cậu Lý lại là con rể nhà họ Lâm, tiếp nhận chuyện làm ăn của nhà họ Lâm cũng danh chính ngôn thuận. Lý Dục Thần lắc đầu nói, không được, nhà họ Lâm có ơn với tôi không thể làm như thế. Lang Dụ Văn nhíu nhíu mày, nói, muốn thành nghiệp lớn, cậu không thể lòng dạ đàn bà. Hơn nữa, nếu cậu không ăn miếng bánh ngọt nhà họ Lâm này cũng sẽ bị người khác ăn hết. Cậu tiếp nhận nó còn có thể chăm nom, để lại cho bọn họ chút ít. Nếu thành người khác, chỉ sợ nhà họ Lâm. Lý Dục Thần vẫn lắc đầu. Lang Dụ Văn rít một hơi thật dài, chậm rãi nhả sương khói, đôi mắt phía sau lớp kính toát ra vẻ thất vọng. Vậy cậu hãy mời người tài khác đi. Tha thứ Lang Mỗ không thể ra sức. Nói xong, anh ta đứng lên muốn đi. Lý Dục Thần bỗng nhiên nói, nhà họ Viên thì thế nào? Lang Dụ Văn sửng sốt, chậm rãi quay người lại, nhìn Lý Dục Thần, nhà họ Viên. Là nhà họ Viên, Lý Dục Thần cười. Cậu nghiêm túc, nghiêm túc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lang Dụ Văn chợt hiểu ra, có chút hưng phấn, có thể nuốt được nhà họ Viên, đương nhiên là được. Có điều. Lý Dục Thần nói, nhà họ Viên treo thưởng giang hồ, 100 triệu, muốn mạng của tôi. Có người nói cho tôi tiền là vũ khí mạnh mẽ nhất. Vậy thì tôi sẽ lấy tiền của nhà họ Viên, xem bọn họ còn muốn lấy mạng của tôi thế nào. Trần Văn Học nghe mà nhiệt huyết sôi trào, xoa tay hầm hè, muốn đối đầu với nhà họ Viên sao? Có hơi phấn khởi đấy. Nhưng nhà họ Viên là gia tộc lớn gần với nhà họ Tiền và nhà họ Cao tại Tiền Đường. Muốn nuốt bọn họ cũng đâu dễ dàng. Rốt cuộc chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Lang Dụ Văn đẩy kính mắt, đáp đương nhiên là đi đăng ký một công ty đã. Trải qua bàn bạc, tên của công ty được đặt là Tập đoàn Kinh Lý, đăng ký tại thủ đô. Lang Dụ Văn giữ chức Tổng Giám đốc chấp hành kiêm pháp nhân của Tập đoàn Kinh Lý, Lý Dục Thần làm người khống chế thực tế, tạm thời không công khai với bên ngoài. Tin tức duy nhất mà người ngoài biết được, người cầm lái tập đoàn Kinh Lý là cậu Lý từ thủ đô. Đương nhiên, hiện tại cậu Lý từ thủ đô đã thành trò hề của giới hào môn và võ lâm, không chỉ ở thành phố Hòa mà toàn bộ Nam Giang. Để nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký tập đoàn Kinh Lý, Lang Dụ Văn cầm 100 triệu Trần Văn Học cho bay đến thủ đô. Trong lúc này, Lý Dục Thần đi một chuyến Tiền Đường. Đúng lúc sắp đến kỳ hạn nửa tháng đã giao hẹn với Tiền Khôn. Tiền Khôn nhận được điện thoại của Lý Dục Thần thì vô cùng vui mừng, muốn phái xe tới thành phố Hòa đón anh. Lý Dục Thần khéo léo từ chối, chỉ làm Tiền Khôn gửi định vị cho anh.
Vừa khéo Mã Sơn cũng muốn đến tiền đường thăm thú, Lý Dục Thần liền để Mã Sơn lái xe, hai người cùng tới tiền đường. Tiền Khôn ở trong một căn biệt thự kiểu cũ tại ven hồ. Cảnh tượng nơi này vô cùng đẹp, đứng trên ban công có thể trông thấy toàn cảnh của hồ tiền đường. Đường nhỏ bên cạnh biệt thự nối thẳng với đạo quán trên núi phía sau. Thiết kế bên trong biệt thự mang vẻ cổ kính nhưng không xa xỉ. Tiền Khôn nói ông ấy chỉ ở đây một mình. Mã Sơn lần đầu tiên gặp Tiền Khôn. Anh ta đương nhiên biết nhà họ Tiền, cũng sớm nghe nói qua ông Khôn của Tiền Đường, đó chính là nhân vật không thể so sánh được, không ngờ hôm nay ông ấy sống sờ sờ đứng trước mặt. Anh ta tò mò hỏi, lão Tiền, ngài chỉ ở đây một mình thôi sao? Ngay cả một người bảo vệ và người giúp việc cũng không có, trông chẳng giống cuộc sống của đại lão gì cả. Tiền Khôn cười nói, làm gì có đại lão rồi đại lão thật, đều sống trên núi cả, đi xuống núi nhiều lắm để trải nghiệm thế gian, bạch ngọc kinh trên trời mới là mục tiêu của bọn họ. Lúc nói chuyện, Tiền Khôn thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, anh, để em nhìn xem vết thương của anh đi. Tiền Khôn vươn tay, để Lý Dục Thần bắt mạch. Lý Dục Thần bắt mạch cho Tiền Khôn, sau đó mỉm cười thông báo, sức khỏe của anh tốt hơn em nghĩ nhiều, hồi phục nhanh lắm. Tiền Khôn phất tay, trả lời, cũng nhờ thuốc của chú hiệu nghiệm cả, chứ trong lòng anh cũng tự hiểu cái thân già này của mình như nào mà. Lý Dục Thần lại châm cứu trên các huyệt đạo của Tiền Khôn một lần nữa, sau đó dặn dò một vài việc cần chú ý sau này. Anh này, vết thương của anh đã lành rồi, nhưng mà, Lý Dục Thần đứng bên cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài, mặc dù đúng là phong cảnh ở đây đẹp thật đấy nhưng lại chẳng an toàn là bao nhỉ. Anh không sợ mấy tay ninja đông doanh đến tìm anh à? Tiền Khôn cười ha ha, bảo, lũ sâu bọ hôi hám thôi ấy mà, đừng quan tâm tới chúng nó làm gì. Lý Dục Thần tò mò hỏi, anh, sao anh lại có thù oán với ninja đông doanh thế? Kể ra thì việc này dài dòng lắm. Tiền Khôn trả lời, ở Đông Doanh có một tập đoàn tài chính cạnh tranh khá gay gắt với nhà họ Tiền Anh trên thương trường, nhưng do đấu công khai thì không đấu lại nên chúng chuyển sang dùng dăm ba thủ đoạn đê hèn. Bọn anh đã nhẫn nhịn rất nhiều lần, nhưng một người cho dù tốt tính cách mấy, khoan dung cách mấy thì cũng có mức độ thôi. Cách đây hơn 10 năm về trước, bọn anh đã đấu tranh khốc liệt với bọn Đông Doanh đấy. Trận chiến lúc đó đánh đã lắm, kết quả là bọn anh thắng to. Từ đó trở đi bọn Đông Doanh mới chịu lộ diện để ganh đua công khai với bọn anh. Có điều, do trong lúc đánh nhau bọn anh đã lỡ tay giết một ninja trong số chúng nên mới trở thành kẻ thù không đội trời chung với tông môn bọn chúng. Còn vết thương của anh thì sao? Vết thương của anh cũng là do bị bọn chúng ám sát sau lần đó. Lý Dục Thần gật đầu, dặn dò anh nên cẩn thận thì hơn. Mấy ngày trước em tình cờ bắt gặp đệ tử của một tông môn ninja tại thành phố Hòa. Dựa trên hệ thống cảnh giới tu luyện của ninja thì chắc hẳn hắn ta đã đột phá cảnh giới thượng nhẫn, tương đương với hóa kình trong võ đạo rồi. Thế hả, Tiền Khôn có hơi giật mình, có cả thượng nhẫn đến thành phố Hòa luôn à. Xong, ngay sau đó ông ấy lại phá lên cười sặc sụa, nhưng mà gặp phải người anh em Lý đây thì chắc có lẽ thằng Đông Doanh này chẳng làm ăn được gì đâu. Lý Dục Thần cũng bật cười, cho hay, thằng cha đó đi gặp tổ tiên hắn ta rồi. Tốt lắm, Tiền Khôn hào hứng nói to, hây già, chú mà không dặn kiêng rượu chè thì anh phải làm một ly siêu to khổng lồ mới được. Lý Dục Thần bảo, anh, tên này biến mất tại thành phố Hòa thì e rằng tông môn bọn chúng sẽ không chịu để yên đâu. Em sợ bọn chúng sẽ tìm đến chỗ anh, tốt nhất anh nên cẩn thận vẫn hơn. Tiền Khôn gật đầu một cách nghiêm túc. Trước đây chỉ có vài ba tên ninja cảnh giới trung nhẫn đến quấy rầy nên ông ấy hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng kẻ đến đây lần này là thượng nhẫn, lại còn chết trong tay Lý Dục Thần. Ninja Đông Doanh mà tu luyện được đến cấp bậc thượng nhẫn thì chắc chắn là một đệ tử xuất sắc trong tông môn, điều này không có gì phải bàn cãi. Thượng nhẫn mất tích, tông môn bọn họ nhất định sẽ điều động kẻ mạnh hơn để đến đây báo thù. Em Lý, chú cũng phải cẩn thận đấy. Bọn Đông Doanh này bản lĩnh thật thì không có mà toàn ba cái chiêu trò hạ đẳng gì đâu không, thích nhất là đâm sau lưng. Anh cứ yên tâm, Lý Dục Thần bảo đảm. Hai người trò chuyện với nhau thêm một chút nữa, rồi Lý Dục Thần kể chuyện cần tìm Hoàng Tinh 500 năm trở lên để chữa bệnh cho Lâm Vân. Tiền Khôn nhíu mày, nói, ở Đồng Khánh Đường thì có đấy, anh dám chắc về điều đó, cơ mà đây là bảo vật gia truyền của bọn họ, nếu chú muốn có nó thì e là không dễ dàng đâu. Anh có thể làm đầu mối trung gian giúp chú liên lạc với bọn họ,
nhưng anh không dám hứa người ta có cho hay không đâu đấy. Lý Dục Thần bảo, không sao, em chỉ cần gặp được họ là được, cùng lắm là trao đổi với họ thôi. Đồng Khánh Đường tọa lạc tại dưới chân núi Thành Hoàng, là khu vực phồn hoa nhất tại Tiền Đường. Bức tường ở nơi này cao hơn chiều cao của hai người bình thường cộng lại, chiếm diện tích những mấy ngàn mét vuông tại một khu phố náo nhiệt thế này, thoạt trông tráng lệ và khí phái vô cùng. Đi qua bức tường là một dãy những ngôi nhà cổ kính nằm san sát nhau. Đi vào cổng chính là quốc y quán của Đồng Khánh Đường, người ra kẻ vào nô nức, tất cả đều đến đây để khám bệnh, dòng người xếp hàng để đăng ký lấy số dài như con rắn vậy. Bên cạnh quốc y quán là tiệm thuốc bắc, vừa đến nơi đã nghe thấy mùi thuốc bắc thuần túy nồng nặc. Kế bên nữa là viện bảo tàng thuốc trung y, nơi này bày biện rất nhiều nguyên liệu thuốc đông y hiếm thấy cùng với những dụng cụ dùng để chế thuốc thời xưa, ngoài ra còn có toa thuốc của các thầy thuốc thời trước. Nơi này có hoàng tinh, có điều chỉ vỏn vẹn 30 năm trở lại đây, có cái viết 50 năm thì chỉ là độn lên mười mấy năm mà thôi. Mã Sơn không có hứng thú với dược liệu, kể chuyện hoàng tinh với anh ta cũng chẳng giúp được gì, thế là Mã Sơn đi dạo phố một mình. Anh ta cũng quen biết vài ba người bạn tại Tiền Đường nên đương nhiên không lo không có ai đi cùng mình. Lý Dục Thần một mình đi dạo trong viện bảo tàng một lát. Sau đó anh sang tiệm thuốc bắc nằm ở bên cạnh. Tiền Khôn nói với anh rằng tất cả những dược liệu cổ của nhà họ Hồ đều được bảo quản trong tiệm thuốc bắc này. Chủ tiệm thuốc bắc hiện tại tên là Hồ Tu Nhất, đồng thời là phó tổng giám đốc của Đồng Khánh Đường. Bố của Hồ Tu Nhất chính là chủ gia tộc đương nhiệm của nhà họ Hồ, bác sĩ chuyên về y học Trung Quốc nổi tiếng gần xa của Tiền Đường Hồ Sư Ước. Lý Dục Thần băng qua hành lang tiệm thuốc bắc, đi vào bên trong, nơi đó có treo tấm bảng không phận sự miễn vào. Một nhân viên làm việc cản anh lại, này, anh làm cái gì đấy? Lý Dục Thần lịch sự trả lời, tôi cần gặp giám đốc Hồ. Giám đốc Hồ nào, có lẽ nhân viên làm việc tưởng rằng anh là mấy nhân viên chào hàng của nhà máy sản xuất dược phẩm, mặt mày không kiên nhẫn thấy rõ, ở đây có nhiều giám đốc Hồ lắm, anh có hẹn trước không? Lý Dục Thần trả lời, tôi tìm phó tổng giám đốc Hồ, Hồ Tu Nhất, phiền anh hãy thông báo với ông ấy một tiếng. Nói tôi là người được ông Khôn giới thiệu. Ông Khôn ông nghiu gì chứ, đứng đây chờ một lát. Nhân viên làm việc phàn nàn một câu rồi bước vào trong. Nhưng đến khi đi ra, ông ta lại tỏ ra sởi lời đon đả. Anh là anh Lý đúng không? Mời vào trong, phó tổng giám đốc Hồ của chúng tôi đang chờ anh đấy ạ. Lý Dục Thần theo ông ta băng qua sảnh ngoài, vào trong, đi tới một căn phòng cổ kính. Hồ Tu Nhất khoảng chừng 40 tuổi. Có vẻ ngoài cực kỳ thanh tú nhưng lại gầy tong teo, khoác trên mình bộ sườn xám nam màu xanh thẫm. Ông ta mỉm cười đón Lý Dục Thần vào phòng, sau đó đích thân rót một tách trà cho anh. Lý Dục Thần cũng không lề mề, thẳng thắn nói ra mục đích đến đây của mình. Sắc mặt của Hồ Tu Nhất trở nên hơi tối tăm, ông ta nói, theo lý mà nói, cậu là người mà ông Khôn đã giới thiệu đến đây thì cho dù cậu muốn gì, tôi cũng phải nể mặt ông Khôn, nhưng hoàng tinh này thì... Thấy Hồ Tu Nhất lưỡng lự, Lý Dục Thần bèn nói, tôi cần vật này để cứu người, ông cứ ra giá đi, hoặc có điều kiện gì thì cứ việc nói. Hồ Tu Nhất lắc đầu, giải thích, không phải vấn đề về giá. Trước đây nhà họ Hồ chúng tôi cũng khá giả, từ nhân sâm ngàn năm, thủ ô ngàn năm cho đến hoàng tinh ngàn năm đều là bảo vật gia truyền của chúng tôi. Nếu như những thứ này vẫn còn thì chúng tôi cho hoàng tinh mấy trăm năm này cũng không có gì là không thể. Nhưng mà... Ông ta dừng lại một chốc rồi nói tiếp, cách đây hơn 20 năm về trước, lão gia chủ chúng tôi đã mang hoàng tinh ngàn năm mà chúng tôi đã cất giữ suốt bao nhiêu năm qua đến thủ đô để chữa bệnh cho một vị khách quý. Sau lần đó, nhà tôi đã đưa ra một quy định rằng nếu như có việc gì cần động vào bảo vật gia truyền thì phải thông qua hội nghị gia tộc mới được. Bây giờ, hoàng tinh ngàn năm không còn, một lẽ dĩ nhiên hoàng tinh 500 năm ấy cũng trở thành bảo vật gia truyền. Kể cả bố tôi cũng không thể tự ý quyết định đưa nó cho cậu chứ đừng nói là tôi. Lý Dục Thần tin chắc rằng mở hội nghị gia tộc gì đó chỉ là cái cớ, chẳng qua là người ta không muốn cho mà thôi. Còn bảo lão gia chủ bọn họ mang hoàng tinh ngàn năm đến thủ đô để chữa bệnh cho người khác nữa chứ, càng nghe càng thấy điêu. Hoàng tinh ngàn năm to chừng nào? Bình thường hoàng tinh trăm năm thôi thì nhỏ nhất cũng phải mấy chục cân rồi, ngàn năm thì có khi lên đến mấy trăm cân cũng nên. Đi thủ đô chữa bệnh cho người khác thì cùng lắm mang từ nửa ký đến một ký là đủ rồi. Lý Dục Thần cũng không cần nhiều, chỉ cần một miếng nhỏ thôi.
Vốn dĩ anh cũng không cho rằng chuyến đi này sẽ suôn sẻ, dù gì đó cũng là bảo vật gia truyền của người ta, hoàng tinh 500 năm quả thật là thứ vô cùng hiếm có trên thế giới. Có điều anh lại nảy sinh hứng thú với một chuyện khác. Lão gia chủ của các ông có phải tên là Hồ Văn Thiên không? Đúng vậy, Hồ Tu Nhất lấy làm kỳ lạ, chẳng biết Lý Dục Thần nhắc đến chuyện này để làm gì, ông ấy là bác cả của tôi, cậu biết ông ấy à? Cũng xem như là biết, Lý Dục Thần trả lời. Hồ Tu Nhất quan sát Lý Dục Thần kỹ càng từ trên xuống dưới, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói cậu mà không phải được ông Khôn giới thiệu đến đây thì tôi còn tưởng cậu là lừa đảo mà kêu người đuổi đi đấy. Bác cả tôi đã mất cách đây 20 năm rồi, nhìn tuổi tác của cậu cũng chưa quá 20 đâu nhỉ. Làm sao cậu biết bác cả tôi được? Lý Dục Thần không trả lời. Anh nhận ra có một điều hơi kỳ lạ, kiếm hiệp hay. Hồ Tu Nhất nói Hồ Vân Thiên đã qua đời vào 20 năm trước chứ không phải là mất tích, thoạt trông ông ta vô cùng chắc chắn với việc Hồ Vân Thiên đã chết. Chứ không thì với địa vị của Hồ Vân Thiên tại nhà họ Hồ, nếu chỉ là mất tích thôi thì cho dù đã 20 năm trôi qua, Hồ Tu Nhất là người bề dưới cũng không nên thốt chữ mất đó ra rồi. Theo lời của Bạch Kinh Kinh, quả thật Hồ Vân Thiên đã chết cách đây 20 năm. Nhưng lúc ấy Hồ Vân Thiên ở ẩn tại thành phố Hòa rất lâu, thi thể lại chìm dưới đáy giếng suốt bao nhiêu năm trời như vậy mà từ đầu đến cuối không hề bị ai phát hiện, có vẻ người của nhà họ Hồ không biết ông ta chết ở Ngô Đồng Cư. Như vậy, vì sao Hồ Tu Nhất lại dám khẳng định Hồ Vân Thiên đã qua đời? Điều mà Lý Dục Thần nghĩ đến đầu tiên là sự tranh chấp trong nội bộ gia tộc. Nhưng rồi anh lại thấy điều đó bất khả thi. Giả sử Hồ Vân Thiên bị người trong nhà họ Hồ hại chết thì không thể nào bỏ mặc thi thể của ông ta chìm dưới đáy giếng mà không thèm ngó ngàng gì được, lại càng không để Ngô Đồng Cư rơi vào tay người ngoài. Nhưng nếu như không phải chết do lục đục nội bộ, người nhà họ Hồ lại biết Hồ Vân Thiên thì tại sao nhiều năm qua lại không giáo giết điều tra? Bạch Kinh Kinh nói mình chưa từng gặp người nhà Hồ Vân Thiên bao giờ, thậm chí Bạch Kinh Kinh cũng hoàn toàn không biết nhà họ Hồ của Tiền Đường. Thoạt trông khi còn sống, Hồ Vân Thiên chưa từng qua lại với người của nhà họ Hồ, cũng không nhắc đến nhà họ Hồ với Bạch Kinh Kinh. Tất cả mọi chuyện đều quá khác thường. Đương nhiên, cũng có thể là do Lý Dục Thần suy nghĩ nhiều mà thôi. Hồ Tu Nhất cười khẩy, cậu thanh niên này, đừng có mượn quan hệ lung tung thế chứ, giữa người với người thì phải trung thực, giữ chữ tín mới được. Lý Dục Thần không phản bác lại lời nói của ông ta. Bởi vì anh chẳng hề quan tâm hình tượng của mình ra sao trong mắt đối phương. Phó Tổng Giám Đốc Hồ, tôi biết Hoàng Tinh là bảo vật gia truyền của các ông nên lúc nãy tôi cũng nói rồi đấy, chúng ta có thể trao đổi cho dù bất cứ điều kiện gì. Hồ Tu Nhất bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, anh ta phất tay, không trao đổi gì hết. Tôi nói rồi, cho dù cậu giàu có cách mấy thì chúng tôi cũng không bán thứ này đâu. Vậy nếu như tôi đổi bằng thứ khác thì sao? Lý Dục Thần nói. Đổi, cậu thì lấy được thứ gì để đổi? Nói cách khác, đổi thì được, đúng không? Hồ Tu Nhất hơi sửng sốt, mặt có phần đỏ bừng lên. Đáng lẽ ra hồi nãy ông ta không nên buột miệng thốt ra mà chẳng nghĩ ngợi gì như vậy. Câu này có khác nào đốt lại lý do gì mà phải mở hội nghị gia tộc mới được mà ông ta đã nói trước đó đâu. Cậu cứ nói cậu có thể đổi bằng thứ gì đi, nhân sâm ngàn năm. Hay là xác rùa đen 10.000 năm. Y thuật, cậu đến Đồng Khánh Đường chúng tôi mà đòi đổi bảo vật gia truyền của chúng tôi bằng y thuật ấy hả? Hồ Tu Nhất phá lên cười sặc sụa. Cậu có biết bao nhiêu danh y cấp quốc gia hiện đang làm việc tại Đồng Khánh Đường không? Không nói đến bọn họ, coi như chỉ đề cập đến bố tôi chuyên gia y học Trung Hoa của Tiền Đường, Hồ Sư Ước đi, mặc dù ông ấy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đi khám bệnh được đấy. Dõi mắt khắp Nam Giang. Ông ấy tự xưng tài chữa bệnh của mình thứ hai thì ai dám hô mình thứ nhất hả? Hồ Tu Nhất đứng lên, làm động tác tiễn khách. Cậu thanh niên này, nể tình ông Khôn, tôi sẽ không đuổi cậu, cậu tự ra ngoài đi. Lý Dục Thần đứng lên, cũng không nói gì thêm mà đi ra khỏi văn phòng của Hồ Tu Nhất. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc bắc, anh đi vào quốc y quán kế bên. Quốc y quán vừa đông như mắc cửi mà vừa ồn ào, bên đăng ký lấy số vẫn còn đang xếp hàng chưa xong. Lý Dục Thần nhìn bảng số hôm nay, không nhìn thấy tên của Hồ Sư Ước. Anh hỏi bảo vệ ngoài cửa, xin hỏi hôm nay bác sĩ Hồ Sư Ước có đi làm không? Bảo vệ nhìn Lý Dục Thần, trả lời, một tuần bác sĩ Hồ chỉ khám bệnh nửa ngày, tổng cộng 10 số, cậu muốn lấy được số của ông ấy thì phải đặt trước ít nhất một tháng. Cậu nhóc,
Bác sĩ khác khám cũng được lắm, tôi xem chừng thân thể cậu cũng không phải sa sút gì, bệnh bình thường không cần tìm bác sĩ Hồ đâu. Lý Dục Thần bất đắc dĩ mỉm cười, nói lời cảm ơn với bảo vệ. Anh đang định rời đi thì một người trung niên nhỏ con thò mặt tới, thì thầm cậu muốn lấy số bác sĩ Hồ à? Lý Dục Thần hiểu ngay, rõ ràng người này là bọn đầu cơ bán số đây mà. Có số hôm nay không, anh hỏi. Tên đầu cơ nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc, số hôm nay ấy hả? Cậu nghĩ cái quái gì thế, người ta phải xếp hàng một tháng trời mà cũng không lấy được số của bác sĩ Hồ, thế mà cậu còn đòi ngay hôm nay à? Chỗ tôi có số của tuần sau, giá 1.500, cậu có lấy không? 1.500? Lý Dục Thần không thể tin được số của Hồ Sư Ước lại đắt đỏ đến như vậy. Tên bảo vệ kế bên chắc chắn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nhưng lại không quan tâm, còn cố tình đi xa hơn mấy bước. Nhìn có vẻ bọn họ cũng nhận được không ít lợi ích trong chuyện này đây. Có 1.500 mà còn chê đắt à? Thế thì cậu đừng mơ tưởng được gặp bác sĩ Hồ nữa. Chỗ tôi còn số của mấy danh y ngay hôm đó, tất cả đều 300, cậu có muốn lấy không, tên cò mời chào. Lý Dục Thần lắc đầu từ chối, tôi chỉ muốn gặp bác sĩ Hồ thôi chứ không phải ngại đắt. Nếu ông có số hôm nay thì đến 5.000 tôi cũng trả chứ đừng nói là 1.500. Hừ, lừa ma à, 1.500 cũng không chịu mà còn đòi số của bác sĩ Hồ. Tên đầu cơ bất mãn lầm bầm mấy câu rồi bỏ đi. Bảo vệ cũng cười một cách khinh miệt, anh ta lại gần, nói với giọng điệu vừa ra vẻ tốt bụng vừa châm chọc, nhóc con, nghe lời khuyên của tôi lấy số bác sĩ khác đi, rồi cũng vẫn đi khám được thôi. 300 một số không đắt chút nào. Lý Dục Thần chỉ cười cười chứ không nói gì. Sở dĩ anh không đi là bởi vì anh vừa nhìn thấy một người đi vào. Mà lúc này người nọ cũng thấy Lý Dục Thần. Bảo vệ cũng thấy người đó. Anh ta ưỡn ngực thẳng lưng, kính cẩn gọi, giáo sư Tôn, ông tới rồi. Người nọ chỉ thờ ơ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía Lý Dục Thần. Ông ấy thần người ra một hồi mới giật mình, hào hứng hỏi thầy, sao thầy lại đến đây? Người vừa đến chính là giáo sư của Đại học Nam Giang, từng được nhà họ Lâm mời đến bệnh viện thành phố Hòa để chữa bệnh cho ông cụ Lâm Tôn Lam Thanh. Bảo vệ còn tưởng mình nghe nhầm, tại sao một vị giáo sư già hơn 50 tuổi lại gọi một người thanh niên 20 tuổi đầu là thầy được. Nhưng chốc lát sau anh ta đã hiểu ra, nhất định người thanh niên này là tài xế rồi. Lý Dục Thần cười nói, tôi tới tiền đường có vài việc cần làm ấy mà. Từ lâu trước đây tôi đã nghe nói y thuật của ông Hồ Sư Ước cao minh nên muốn đến đây gặp mặt, không ngờ số của ông ấy lại khó lấy như vậy. Tôn Lam Thanh cười sảng khoái, bảo ông Hồ là chuyên gia y học Trung Hoa tài ba mà, nếu số của ông ấy dễ lấy như vậy thì bậc cửa bị người ta đạp vỡ vì đông quá rồi còn đâu. Nhưng thầy thì khác, thầy là thầy của tôi mà, mấy ngày trước tôi còn nhắc về thầy với ông Hồ nữa cơ, ông ấy muốn gặp thầy một lần đấy. Đi thôi, tôi dẫn thầy lên trên. Bảo vệ há hốc mồm, cứng họng đứng được mặt ngay tại chỗ. Lần này anh ta đã rõ rồi, xưng hô mà Tôn Lam Thanh vừa gọi chắc chắn là thầy trong thầy trò chứ không phải thầy nghĩa bác tài. Lý Dục Thần được Tôn Lam Thanh dẫn vào bên trong. Sau khi băng qua một vài khoảng sân, họ mới đi tới một căn nhà mới. Hiển nhiên bảo vệ đứng canh gác tại cửa ra vào rất quen thuộc với Tôn Lam Thanh, anh ta hỏi thăm sức khỏe ông ấy rồi chủ động mở khóa cửa cho ông ấy. Chuyện ra đấu. Căn nhà này khác hẳn những căn nhà khác, lối kiến trúc cổ kính chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, chỉ khi đi vào bên trong mới ngỡ ra phong cách nơi này hoàn toàn hiện đại hóa, hơn nữa còn vô cùng đắt đỏ, đồ đạc trang trí nội thất thì ngay ngắn chỉnh tề, không thua gì khu vực dành cho cán bộ cao cấp trong bệnh viện hạng A. Tôn Lam Thanh vừa đi vừa giới thiệu cho Lý Dục Thần biết. Nơi này là khoa điều trị nội trú, ngoại trừ khám bệnh tại nhà ra thì về cơ bản mỗi ngày ông Hồ đều đến đây làm việc. Đồng Khánh Đường có cả khoa điều trị nội trú cơ à, Lý Dục Thần cứ đinh ninh rằng Đồng Khánh Đường là một phòng khám bệnh trung y lớn mà thôi. Tôn Lam Thanh giải thích, có một số bệnh không phải kê mấy toa thuốc về uống là chữa hết được, chữa bệnh bằng trung y cũng cần nằm viện để theo dõi nữa. Đương nhiên, nơi này là phòng khám chứ không phải bệnh viện, gọi là khoa điều trị nội trú thì chưa hợp lý cho lắm. Người bình thường không đến đây nằm viện đâu. Toàn là một số nhân vật nổi tiếng hay cán bộ cao tuổi có qua lại với ông Hồ cả, hoặc là người đi đường xa ở vùng khác đến đây, bệnh thì tương đối khó giải quyết. Lý Dục Thần gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Anh theo Tôn Lam Thanh vào trong, đi thang máy lên tầng 2.
ở tầng 2 cũng có cửa khóa điện tử và bảo vệ, tính bảo mật cao hơn hẳn tầng 1. Tôn Lam Thành dẫn Lý Dục Thần vào một phòng bệnh. Đây là một gian xếp, phía ngoài cùng là căn phòng trực nhỏ dành cho điều dưỡng, vào trong sẽ có một gian phòng khách. Bên trong phòng khách còn có hai căn phòng, một là phòng bệnh, phòng còn lại dành cho người nhà đi cùng ở lại nghỉ ngơi. Tôn Lam Thành hỏi điều dưỡng trực ban ngoài cửa, ông Hồ có ở đây không? Điều dưỡng trả lời, có ạ, ông ấy đang châm cứu cho bệnh nhân. Tôn Lam Thành gật đầu, sau đó vào phòng khách. Lý Dục Thần đi vào theo. Tôn Lam Thành chỉ đứng ở cửa phòng bệnh nhìn lướt vào trong rồi thôi, chứ không đi vào. Ông ấy cười áy náy với Lý Dục Thần, nói nhỏ với anh, ông Hồ đang khám bệnh, chúng ta ngồi ở đây một lúc đi. Lý Dục Thần tỏ ý mình không vội, thế rồi anh ngồi xuống ghế sofa nơi phòng khách ngay. Điều dưỡng vào rót trà cho hai người. Lúc nghe Tôn Lam Thành gọi Lý Dục Thần là thầy, điều dưỡng bất giác nhìn chằm chằm anh một lúc. Khoảng chừng 15 phút sau, người trong phòng bệnh đi ra. Đó là một ông lão mặc áo blau trắng, tóc đã bạc phơ nhưng khí sắc vẫn còn hồng hào, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì không rõ tuổi tác, chắc hẳn đây là Hồ Sư Ước. Bên cạnh ông ta còn có vài bác sĩ mặc áo blau trắng đi theo, có lẽ là học trò của ông ta. Ngoài ra còn có một người trung niên hơn 40 tuổi đi cùng với Hồ Sư Ước. Hồ Sư Ước đang nói gì đó với ông ta, phỏng chừng là người nhà bệnh nhân. Tôn Lam Thành đứng lên, gọi ông Hồ. Hồ Sư Ước gật đầu với ông ấy, ồ, Lam Thành đến rồi đấy à? Chúng tôi vừa mới nhắc đến cậu đây, nghe nói máy điện xung kích thích thần kinh mà bên trường cậu vừa nghiên cứu hiệu quả khá tốt, tôi đang nghĩ không biết có nên cho bà Cao thử xem không. Kinh mạch của bà Cao bị tắc nghẽn. Tôi thì lớn tuổi rồi, lúc châm cứu không đủ lượng chân khí để đưa vào kinh mạch nên phải mượn ngoại lực mới được. Tôn Lam Thành đồng ý, ông Hồ nói đúng, đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi, nhưng mà... Hửm, sao vậy, Hồ Sư Ước khó hiểu nhìn Tôn Lam Thành, nhà trường không cho cậu mượn à? Hay là chưa quen kỹ thuật? Người nhà bệnh nhân đứng kế bên lên tiếng, giáo sư Tôn, nếu phía nhà trường không đồng ý thì tôi có thể giải quyết, về kỹ thuật thì nhờ ông kiểm định ạ. Tôn Lam Thành cười bảo, ông Hồ, ông Cao, không phải vì chuyện đó đâu, tôi đang nghĩ lần này có thể không cần dùng nữa ấy mà. Tại sao, Hồ Sư Ước và ông Cao đồng thanh hỏi. Tôn Lam Thành kéo Lý Dục Thần qua, giới thiệu, tôi xin giới thiệu với hai người, vị này chính là người mà tôi đã bái làm thầy ở thành phố Hòa mà lúc trước tôi đã đề cập với ông, cậu Lý Dục Thần. Tiếp đó, ông ấy giới thiệu với Lý Dục Thần. Vị này chính là chuyên gia y học Trung Hoa tiếng tăm lừng lẫy ông Hồ, Hồ Sư Ước. Vị này là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thông X, ông Cao. Hồ Sư Ước và Cao Tử Hạng không hẹn mà cùng ngây ra như phỗng. Nếu không do chính miệng Tôn Lam Thành nói ra thì có chết hai người họ cũng không tin cậu nhóc đầu 20 trước mắt lại có thể khiến ngôi sao sáng trong làng y học của trường Đại học Nam Giang tâm phục khẩu phục, bằng lòng bái làm thầy. Ha ha ha! Hồ Sư Ước là người đầu tiên bật cười, trường giang sóng sau xô sóng trước, giới trẻ bây giờ đúng là giỏi thật đấy. Giọng ông ta hùng hồn, tiếng cười đầy sảng khoái khiến cho người nghe rất thoải mái. Lý Dục Thần cũng mỉm cười, nói ông Hồ quá khen. Nhưng còn sắc mặt của Cao Tử Hạng thì không được tốt cho lắm, đã vậy còn chứa đựng vài phần lo âu. Vào giây phút nghe Tôn Lam Thành giới thiệu Lý Dục Thần, một tia hy vọng chợt lóe qua trong mắt ông ta. Nhưng ngay sau đó lại chìm vào nỗi lo lắng tột cùng. Cả Tôn Lam Thành lẫn Lý Dục Thần đều thấy được rằng, Cao Tử Hạng không tin Lý Dục Thần còn trẻ thế này mà có y thuật cao siêu cỡ nào, chẳng qua Tôn Lam Thành đang có mặt ở đây nên ông ta không tiện nói ra mà thôi. Tôn Lam Thành cũng không nói thêm gì nữa, dù sao Cao Tử Hạng cũng là người nhà bệnh nhân, hơn nữa anh ta còn là cậu cả nhà họ Cao, gia chủ tương lai nhà họ, địa vị được tôn sùng ở tiền đường. Tìm ai khám bệnh cũng phải do anh ta tự quyết định. Hồ Sư Ước liếc nhìn Lý Dục Thần, lại nhìn Cao Tử Hạng rồi nói, nếu người đã tới rồi, không ngại thì mời anh Lý qua khám chút, tình hình không thể tồi tệ hơn nữa rồi. Nghe thấy câu, tình hình không thể tồi tệ hơn, sắc mặt Cao Tử Hạng buồn bã gật đầu, được, vậy phiền anh Lý rồi. Lý Dục Thần cũng không từ chối, vốn dĩ đến để gặp Hồ Sư Ước, vừa đến người ta liền ra mặt mời anh chữa bệnh. Chữa khỏi rồi thì chuyện của Hoàng Tinh cũng dễ nói. Ngoài ra anh cũng có ấn tượng không tệ với Tôn Lam Thành, nếu đã nhận, đồ đệ, rẻ tiền này, đương nhiên phải giúp ông ta giữ lấy mặt mũi, chứng minh việc ông ta bái sư không phải hồ đồ nhất thời. Vào phòng bệnh,
Lý Dục Thần nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Khí sắc người phụ nữ rất kém, hốc mắt lõm sâu, hai mắt vô thần, không nhìn thấy chút sức sống. Hồ Sư Ước không nói gì, hiển nhiên là đang cố ý kiểm tra xem Lý Dục Thần có thể dựa vào bắt mạch khám bệnh được hay không. Nếu như ngay cả bệnh gì cũng không nói ra được, vậy đương nhiên không cần kê toa thuốc. Tôn Lam Thanh há miệng muốn nói gì đó, chỉ thấy Hồ Sư Ước không nói một lời, nên cũng giữ im lặng. Ông ta rất muốn giúp Lý Dục Thần, nhưng ông ta cũng biết lúc này mình mà nói chuyện, rất có thể sẽ gây thêm rắc rối. Bầu không khí trong phòng bệnh rất kỳ quái, một nhóm 7-8 người đều đang nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đứng trước giường, không ngồi xuống, cũng không đi bắt mạch cho người phụ nữ, chỉ liếc mắt rồi nói. Kinh mạch cản trở không thông, tín hiệu thần kinh không thể nào truyền đi, dẫn đến đại não không khống chế được cơ thịt. Tôn Lam Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Hồ Sư Ước cũng liên tục gật đầu, nhưng ông ta không nói xen vào. Lúc này, vẫn không thể xác định được y thuật của Lý Dục Thần. Người hiểu một chút về y học thông thường khi nhìn thấy người bệnh như vậy cũng có thể đoán ra được vài phần. Lẽ nào giả thì sao? Nhưng khi Lục Dục Thần nói ra lời tiếp theo, sắc mặt Hồ Sư Ước liền thay đổi. Bệnh nhân ăn uống khó khăn, đã mấy ngày không ăn gì rồi đúng chứ? Cũng không uống nổi thuốc. Chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng để duy trì, chữa bệnh cũng chỉ có châm cứu và xoa bóp. Nhưng trong đường ruột của cô ta có nhóm vi khuẩn sinh sôi bất thường, đang ăn mòn hệ thống thần kinh của cô ta. Y thuật của ông Hồ cao siêu, châm cứu có thể tuần hoàn đả thông kinh lạc của người bệnh, nhưng do trùng mạch của người bệnh hoàn toàn bị bế tắc, mỗi lần hành khí đến đây thì không thể nào tiếp tục. Lý Dục Thần dừng lại một chút, xoay người nhìn Hồ Sư Ước, cười nói, ông Hồ, tôi nói đúng chứ? Hồ Sư Ước mặt đầy kinh ngạc, hoảng hồn nói, bội phục, lão hủ thật là bội phục sát đất. Nhìn nghe hỏi sờ, chữ nhìn phía trước, danh y cổ như biển thước, hoa đà đều có thể nhìn là biết, vừa nhìn liền biết bệnh tình của người bệnh, tôi tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy. Chẳng trách ngay cả giáo sư Tôn cũng muốn bái cậu làm thầy. Tôn Lam Thanh nghe Hồ Sư Ước nói vậy, trên mặt có cảm giác vẻ vang. Cao Tử Hạng vội vàng hỏi, cậu Lý. Vậy cậu xem có thể cứu được vợ tôi không? Lý Dục Thần nhìn Cao Tử Hạng, hỏi ông biết vợ ông bị bệnh gì không? Cao Tử Hạng nói, trước khi đến Khánh Đường, chúng tôi đều qua tất cả các bệnh viện lớn, nói đây là chứng nhiễm lạnh, cũng gọi là nguyên bệnh thần kinh vận động, là bệnh hiểm nghèo, chỉ có thể kéo dài, không thể chữa khỏi. Thật sự không còn cách nào mới phiền đến ông Hồ. Xấu hổ quá, lần này tôi cũng bất lực với bệnh này, Hồ Sư Ước thở dài. Lý Dục Thần lại hỏi, nguyên nhân phát bệnh là gì? Có ai nói không? Bác sĩ nói là do độc cá nóc gây nên, Cao Tử Hạng vô cùng buồn bã nói, hôm đó chúng tôi đi ăn cá nóc, vợ tôi vốn dĩ không thích ăn, đều do tôi cứ bắt cô ấy thử. Độc cá nóc, Lý Dục Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Tôn Lam Thanh giải thích giúp, độc cá nóc có thể ngăn chặn thần kinh truyền đạo, đúng là có thể gây nên chứng nhiễm hạnh. Vậy xin hỏi ông Cao. Hôm đó ông có ăn cá nóc không? Lý Dục Thần hỏi. Có ăn. Vậy tại sao ông không bị trúng độc? Tôi cũng không biết tại sao. Bởi vì vợ ông vốn không bị trúng độc, bà ấy không phải bị mắc chứng nhiễm lạnh gì. Cái gì? Vậy cô ấy bị bệnh gì thế? Cao Tử Hạng, cả Hồ Sư Ước và Tôn Lam Thanh đều kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần. Bà ấy bị hạ trùng độc, Lý Dục Thần nói. Hạ trùng độc, Cao Tử Hạng khiếp sợ. Mà Hồ Sư Ước và Tôn Lam Thanh mặt cũng không tưởng tượng nổi. Lý Dục Thần biết bọn họ không tin, ngồi ngay xuống mép giường, chìa tay nói, mang kim tới. Cao Tử Hạng có chút nghi ngờ, dù sao cũng là vợ mình. Ông ta nhìn về phía Hồ Sư Ước. Hồ Sư Ước khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho trợ thủ bên cạnh. Trợ thủ liền cầm hộp dụng cụ châm cứu tới. Lý Dục Thần rút ra 4 cây kim bạc từ trong hộp ra. Nói với Cao Tử Hạng, đỡ vợ ông vậy. Cao Tử Hạng liền đi đến bên kia giường, đưa tay đỡ bệnh nhân từ phía sau lưng. Bởi vì bệnh nhân giống như mắc chứng nhiễm lạnh, toàn thân không có sức lực, không thể nào ngồi được, vì vậy y tá ở bên cạnh cũng đi lên hỗ trợ mới đỡ người bà Cao dậy. Lý Dục Thần vội vàng cắm 3 cây kim bạc vào huyệt phong chỉ vào huyệt phong phủ sau gáy bà Cao. Sau khi kim bạc vào huyệt, anh nhẹ nhàng vân vê vài cái, càng vê càng sâu. Về sau toàn bộ kim bạc đều chìm vào trong gáy. Cao Tử Hạng nhìn mà mồ hôi chảy chảy ròng,
ông ta chưa từng nhìn thấy phương pháp châm cứu nào như vậy. Cậu Lý, kim này có phải đâm sâu quá không? Ông ta nghi ngờ hỏi. Lý Dục Thần không nói gì, chỉ dùng ba ngón tay ép đuôi kim, tiếp tục vê nhẹ. Ông Hồ, ông nhìn, Cao Tử Hạng lo lắng Lý Dục Thần làm bậy, nhưng lại không dám cử động, kim này đang đâm vào đầu vợ mình, nhìn thôi cũng sợ. Hồ Sư Ước nhíu chặt mày, trong mắt lộ chút kinh ngạc và nghi ngờ. Cậu Lý, ông ta đang muốn nói, chợt thấy Lý Dục Thần nhấc tay, vỗ một phát vào sau lưng bà Cao. Cơ thể bà Cao đột nhiên nghiêng về phía trước, há miệng, ba cây kim bạc sau gáy đột nhiên bắn ngược ra, hóa thành ba chấm ánh sáng bạc, bắn về phía Lý Dục Thần. Cùng lúc đó, trong miệng bà Cao bay ra một hư ảnh nhanh như chớp bay ra ngoài cửa. Lý Dục Thần nghiêng đầu tránh ba cây kim bạc. Đầu ngón tay bên trái bắn ra chiếc kim bạc thứ tư giấu trong tay. Đoang một tiếng, hư ảnh kia liền bị kim bạc đóng lên cửa. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Những người khác còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, lúc này bà Cao liền hự một tiếng, ngay sau đó liền ho khan. Theo tiếng ho khan, cơ thể bà ta run rẩy. Những người bên cạnh trợn tròn mắt, bệnh nhân bị chứng nhiễm lạnh, cơ thịt không có sức, dù ho khan cũng không thể dẫn đến phản ứng cơ thể như vậy. Nghĩa là chức năng thần kinh truyền đạo của bà ta đang hồi phục. Cao Tử Hạng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi đến vỗ lưng vợ mình, Quế Hà. Quế Hà, Lý Dục Thần nói, đầu tiên đừng động vào, để bà ấy nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe, lâu vậy rồi nên thần kinh và bắp thịt cũng cần thời gian khôi phục. Cao Tử Hạng đâu còn dám không tin lời Lý Dục Thần nữa, vội vàng đặt vợ Khương Quế Hà của mình xuống, sau đó im lặng đứng sang một bên, chờ chỉ thị tiếp theo của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đứng lên, chậm rãi đi tới cửa. Trên khung cửa, kim bạc đang cắm một con rắn mà không giống rắn màu xám xanh, thứ giống như sâu mà không phải sâu, vẫn còn đang giãy giụa. Mọi người nhìn thấy, tim đập rộn lên, nghĩ đến thứ này vẫn luôn ở trong cơ thể người bệnh liền cảm thấy buồn nôn. Đây rốt cuộc là thứ gì, Cao Tử Hạng hỏi. Đây chính là trùng độc, ký sinh trong cơ thể vợ ông, bài tiết và trứng nó đẻ ra có thể bám vào dây thần kinh, ngăn chặn thần kinh truyền đạo. Cho nên vợ ông nhìn giống như bị mắc chứng nhiễm lạnh, vừa hay hai người còn ăn cá nóc, vì vậy mới nghĩ rằng do bị trúng độc cá nóc gây nên. Nhưng chúng tôi làm nhiều kiểm tra ở bệnh viện như vậy, tại sao không phát hiện ra con sâu này? Bởi vì đây là vật sống. Một con sâu còn biết trốn kiểm tra. Sâu dĩ nhiên không thể, nhưng người khống chế nó thì có thể. Cao Tử Hạng giật mình. Nếu như lời Lý Dục Thần nói là thật, vậy có nghĩa là người hạ sâu độc vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nếu như tôi đoán không lầm, khi hai người ăn cá nóc, trùng độc này được hạ độc vào thịt cá, Lý Dục Thần nói, đây là thủ đoạn hết sức tinh vi, mục đích chính là để tất cả mọi người cho rằng bà Cao chết vì ăn cá nóc. Cao Tử Hạng đấm vào tường, tôi hiểu rồi, người bọn họ muốn đối phó là tôi, vợ tôi chẳng qua chỉ là chịu thay cho tôi mà thôi. Lý Dục Thần không nói gì nữa. Thân phận như Cao Tử Hạng, đối thủ cạnh tranh và kẻ thù chắc chắn không ít. Ngay cả nội bộ nhà họ Cao nói không chừng cũng có người mong đợi ông ta chết. Chuyện này Lý Dục Thần không muốn nhúng tay vào, nhà họ Cao không phải nhà họ Lâm, không liên quan đến anh. Chuyện đã nói rõ ràng, Lý Dục Thần chỉ vào con trùng độc trên khung cửa và nói, trong cơ thể vợ ông còn có trứng trùng, giết chết con trùng này, những trứng trùng kia sẽ chết, dần dần được bài tiết ra ngoài. Nhưng giết con trùng này, tất nhiên sẽ kinh động đến người nuôi trùng độc. Ông tự quyết định đi. Cao Tử Hạng không chút nghĩ ngợi nói, vợ tôi chịu tội thay tôi không thể khiến cô ấy chịu khổ thêm, cứu người trước, còn ai là người hạ trùng độc, về tôi sẽ điều tra dần. Lý Dục Thần rất khen ngợi lựa chọn của Cao Tử Hạng, anh gật đầu, nhẹ nhàng giơ tay, con trùng độc treo trên khung cửa vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Trùng độc đã chết, các người giúp bà ấy chăm sóc thông thường là được. Cao Tử Hạng nói, cậu Lý, cậu cứu vợ tôi một mạng, thật sự không biết nên cảm ơn thế nào, cậu muốn gì cứ nói, chỉ cần Cao Mỗ có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời. Tôn Thanh Lam mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là lão đại nhà họ Cao, người đứng đầu nhà đó. Lời ông ta nói gần như đại diện cho toàn bộ nhà họ Cao. Đây chính là gia tộc lớn thứ hai Tiền Đường công nhận. Lý Dục Thần dĩ nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng anh không có cầu xin gì với nhà họ Cao. Lạnh nhạt nói, đây là cơ duyên của phu nhân đây, tôi chỉ thuận tay làm mà thôi, ông Cao không cần nhắc đến. Giang hồ đường xa, tương lai tự khắc có ngày gặp lại.
Người trong phòng bệnh đã sớm bội phục sát đất y thuật của Lý Dục Thần. Lời anh vừa dứt, ngay cả Hồ Sư Ước, ánh mắt vị lão quốc y tiền đường này nhìn về phía anh cũng tràn đầy kính nể. Cao Tử Hạng chắp tay, cậu Lý đại nhân đại nghĩa, tôi bội phục trong lòng, ngày sau nếu cậu có gì sai khiến, cứ đến nhà họ Cao tiền đường tìm tôi, Cao mẫu cũng sẽ gắng hết sức. Ông Cao khách sáo rồi. Lý Dục Thần cảm thấy trên người Cao Tử Hạng của một luồng hào khí giang hồ, ngược lại có thể giao lưu được. Nhà họ Cao ở tiền đường là gia tộc lớn số 1 số 2, về sau khi thành lập tập đoàn Kinh Lý, không thể không giao thiệp. Hồ Sư Ước cười nói, hôm nay lão hủ đúng là mở rộng tầm mắt. Cậu Lý tuổi còn trẻ đã có y thuật cao siêu, lại không màng danh lợi, quả thật đúng là may mắn của chúng tôi. Lại nói, vậy hãy để bà Cao nghỉ ngơi cho tốt, mấy vị qua văn phòng của tôi uống trà đi. Cao Tử Hạng nói, ông Hồ, tôi không đi, chuyện vợ tôi bị người ta hạ trùng độc, tôi phải lập tức quay về kiểm tra. Ngoài ra, xin các vị giúp tôi giữ bí mật, chuyện này tôi không muốn để người khác biết. Hồ Sư Ước gật đầu nói, yên tâm, nơi này ngoại trừ Lam Thanh và cậu Lý, tất cả đều là học trò thân tín của tôi đảm bảo bọn họ sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Cao Tử Hạng cảm ơn Hồ Sư Ước, trao đổi phương thức liên lạc với Lý Dục Thần, để phòng bất cứ tình huống nào. Lý Dục Thần liền theo Hồ Sư Ước và Tôn Lam Thanh đến phòng làm việc của ông ta. Nói là phòng làm việc, nhưng thật ra là phòng riêng nghỉ ngơi của ông ta. Cách quốc y quán mấy cái sân, vì vậy không nghe thấy được tiếng huyên náo. Bên ngoài phòng trồng đầy các cây trúc xanh mướt, lộ ra chủ nhân cực kỳ thích thú. Vào bên trong, sau khi chủ và khách cùng ngồi xuống, Hồ Sư Ước đích thân pha trà. Ông lão tuổi đã cao, nhưng hành động khỏe mạnh, hào phóng lỗi lạc, ngược lại khắc sâu vào tim Lý Dục Thần. Vì vậy, Lý Dục Thần cũng không vòng vo nói ra mục đích mình đến đây. Hồ Sư Ước nghe xong liền cười ha ha, hóa ra là vậy, không phải chỉ là chút hoàng tinh sao, đây là đồ tốt, nhưng cũng phải xem ở trong tay ai. Nói xong liền gọi điện thoại, Tu Nhất, con đi đến kho vật phẩm quý mang khối hoàng tinh lớn 500 năm qua đây. Ba người cùng nhau uống trà nói chuyện. Một lúc sau, Hồ Tu Nhất đi vào, còn dẫn theo hai người cầm một cái dương gỗ, nhìn qua có vẻ rất nặng. Bố, con mang hoàng tinh qua rồi. Hồ Tu Nhất nhìn thấy Lý Dục Thần liền sửng sốt. Bố bảo con mang hoàng tinh qua, chẳng lẽ là muốn cho hắn? Bố, hắn là tên lừa đảo. Tôn Thanh Lam và Hồ Sư Ước cùng sửng sốt, không rõ Hồ Tu Nhất lấy lý do gì để nói Lý Dục Thần là kẻ lừa đảo. Lý Dục Thần chỉ cười mà không nói. Hồ Sư Ước tức giận nói linh ta linh tinh cái gì đấy, sao cậu Lý lại là kẻ lừa đảo được cơ chứ? Hồ Tu Nhất thấy ông cụ nhà mình tức giận thì cũng hơi chột dạ nhưng vẫn kiên trì nói. Bố, lúc nãy tên đó vừa vào phòng làm việc của con, muốn lấy hoàng tinh, còn nói cái gì mà quen biết với bác cả. Sau khi bị con vạch trần thì lại nói dùng y thuật để trao đổi. Bố nghe xem, dùng y thuật để đổi thuốc của Đồng Khánh Đường chúng ta, nghe có buồn cười không? Ông ta lại cười lạnh với Lý Dục Thần, nói thế nào, không lừa được tôi nên chạy tới chỗ bố tôi lừa gạt hả? Câm miệng! Hồ Sư Ước bừng bừng lửa giận, hơn nữa địa vị của ông ta ở nhà họ Hồ từ trước đến nay chỉ nói một là không ai dám nói hai, âm thanh vừa cất lên đã khiến Hồ Tu Nhất hoảng sợ. Cậu Lý, thật sự ngại quá, họ Hồ tôi không biết dạy con, khiến cậu chê cười rồi. Hồ Sư Ước đứng dậy, cung kính cúi đầu trước Lý Dục Thần một cái. Bố, Hồ Tu Nhất huỳnh lên nói, bố làm cái gì vậy, nó có nhận nổi không? Lý Dục Thần giơ tay đỡ lấy Hồ Sư Ước, cười nói, Hồ lão, không cần phải như vậy đâu. Giám đốc Hồ nói cũng đúng, mặt tôi không có ghi chữ gì, lại tới đây đòi đồ gia truyền của nhà họ Hồ. Nếu là tôi thì chắc tôi cũng nghĩ đây là kẻ lừa đảo. Nói xong bèn cười ha hả. Hồ Sư Ước thấy Lý Dục Thần không tức giận thì cũng cười sang sảng. Ông ta đi tới, bảo nhân viên mở thùng gỗ ra. Trong thùng là một nhánh hoàng tinh lớn, nhánh nhánh cành cành chi chít, đan xen chia ra nhiều hướng khác nhau. Hoàng tinh này có hơn 500 năm tuổi, vốn nặng 135 cân, trăm năm qua đã sử dụng hết gần nửa, còn thừa 70 mấy cân. Cậu Lý có thể kiểm tra hàng một chút, xem số năm tuổi và số cân có đủ dùng hay không. Hồ Tu Nhất căng thẳng nói, bố không thể đưa hoàng tinh cho tên này. Đó là hoàng tinh 500 năm, giá trị hơn tỷ đấy. Hồ Sư Ước tức giận, trong mắt con ngoài tiền ra thì còn cái gì?
giá trị hơn tỷ hả? Con đừng quên, hoàng tinh là thuốc, mà thuốc thì dùng để chữa bệnh cứu người, chứ không phải để lấy lời. Tổ huấn của nhà họ Hồ chúng ta là không lừa gạt, giữ mình, không quan tâm đến tiền bạc, chẳng lẽ con đã quên hết rồi? Con không dám, Hồ Tu Nhất cúi đầu nói, nhưng mà. Nhưng cái gì? Nếu lỡ đâu tên này là kẻ lừa đảo thật thì sao? Hồ Tu Nhất bất chấp nói, lúc nãy tên đó còn nói sẽ dùng y thuật của mình để trao đổi, con hỏi lại là dùng y thuật gì là biết ngay tên này lừa đảo rồi. Hồ Tu Nhất nghĩ, nếu Lý Dục Thần không thừa nhận những lời mình vừa nói thì chứng tỏ anh là kẻ lừa đảo, Hồ Tu Nhất lại không sợ đối chất, thư ký và trợ lý của ông ta đều có thể chứng minh. Nếu Lý Dục Thần thừa nhận mình có nói, thì phải lấy ra được y thuật để trao đổi. Dùng y thuật để trao đổi đồ gia truyền của nhà họ Hồ trước mặt bố anh ta, đúng là nực cười. Con, Hồ Sư Ước tức đến mức tay run hết cả lên, hận không thể nhào tới cho ông ta một cái tát. Lý Dục Thần đi tới chỗ thùng, nhìn hoàng tinh bên trong. Đúng là đồ tốt, Hồ Tu Nhất nói nó có giá trị hơn tỷ chắc cũng đã giảm bớt rồi. Hoàng tinh hơn 500 năm, đừng nói là trị bệnh cứu người, dù tiên gia có dùng để chế thuốc cũng có tác dụng như thường. Hồ Lão, đúng là tôi có nói mình sẽ dùng y thuật để đổi, tôi nói lời giữ lời. Ánh mắt Hồ Sư Ước lại hiện lên vẻ hào hứng. Ông ta không biết sốt cuộc y thuật của Lý Dục Thần ghê gớm đến mức nào, nhưng chỉ với một phen ngân châm trừ cổ lúc nãy thôi, mấy trăm năm qua nhà họ Hồ không một ai biết. Nhưng ông ta vẫn lắc đầu nói, không được, tôi không thể lợi dụng lúc con người ta gặp khó khăn được. Lý Dục Thần cười nói, Hồ Lão, không sao. Nó không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là trao đổi ngang giá. Hồ Tu Nhất lại cười lạnh, thầm nói giả vờ đi. Tiếp tục giả vờ đi, để tôi xem cậu có thể giả vờ tới khi nào. Lý Dục Thần lại hỏi, sở trường của nhà họ Hồ ắt hẳn là thiên kim yếu lực và âm dương cửu châm đúng không? Hồ Sư Ước gật đầu nói, đúng vậy. Thiên kim yếu lực được truyền từ y thánh xuống, được rất nhiều danh y các đời đại sử dụng, tôi sẽ không đánh giá. Nói về âm dương cửu châm đi, Lý Dục Thần nói. Hồ Sư Ước giật mình, âm dương cửu châm là bí truyền của nhà họ Hồ, chỉ có gia chủ các đời cùng với nhân tài có tài năng thiên bẩm cực kỳ xuất sắc mới được học. Châm pháp này cực kỳ huyền ảo, người ngoài không thể biết được. Mong cậu Lý chỉ bảo cho. Âm dương cửu châm vốn có 13 châm đúng chứ, Lý Dục Thần hỏi. Hồ Tu Nhất cười ha hả, chỉ vào Lý Dục Thần nói, giấu đầu lòi đuôi rồi chứ gì, bịa đặt. Đúng là mánh khóe của lũ lừa đảo, đáng tiếc đây là y thuật, dù có chém bay cả gió thì cửu châm cũng chỉ là 9 châm mà thôi, lấy đâu ra 13 châm. Lý Dục Thần không nói một lời nào, chỉ nhìn Hồ Sư Ước. Lúc này Hồ Sư Ước như nổi lên cơn sóng thần. Qua nửa ngày, mới nói, không sai, tổ tiên nhà họ Hồ truyền lại, là 13 châm, đáng tiếc thời gian qua lâu nên thất truyền, thiếu đi 4 châm, biến thành cửu châm. Cái gì, Hồ Tu Nhất chấn động há hốc miệng. Tôi sẽ giúp ông bổ sung đủ 4 châm kia, dùng nó để đổi hoàng tinh. Hồ Lão, ông thấy vụ làm ăn này có ổn không? Lý Dục Thần cười nói. Hồ Sư Ước vô cùng xúc động, cậu Lý, lời cậu nói là thật ư. Nhưng mà sao cậu lại biết được châm pháp bí truyền của nhà họ Hồ chúng tôi? Bởi vì châm pháp mà tổ tiên ông truyền lại chính là quỷ môn thập tam châm, nguồn gốc từ trúc do thuật. Sau đó cảm thấy cái tên này không hay, dễ làm bệnh nhân sợ nên mới đổi thành âm dương thập tam châm. Lý Dục Thần biết được chuyện này là vì tổ tiên nhà họ Hồ, cũng chính là người sáng lập Đồng Khánh Đường là Hồ Lãnh Sơn vẫn chưa chết. Ông ta dùng y nhập đạo, lúc tuổi già đã rời khỏi nhà, đến Côn Luân cầu tiên, sau đó rốt cuộc cũng lên được đỉnh Thiên Đô, bái Vân Dương Tử làm thầy. Hồ Lãnh Sơn, là sư huynh của Lý Dục Thần. Theo vai vế mà nói. Hồ Sư Ước còn phải gọi anh một tiếng ông. Tất nhiên, anh không thể nói cho bọn họ biết chuyện này. Trốn hồng trần, không phải ai cũng có tiên duyên. Huống chi Hồ Lãnh Sơn cũng đã rời nhà hơn trăm năm, người nhiều tuổi nhất nhà họ Hồ cũng chưa chắc đã biết tới ông ta. Nếu hôm nay không đến thăm quốc y quán Đồng Khánh Đường và viện bảo tàng, thấy được hình vẽ Hồ Lãnh Sơn cùng với công tích người sau ghi lại, có lẽ Lý Dục Thần cũng không biết Hồ Lãnh Sơn chính là người sáng lập Đồng Khánh Đường. Bây giờ đã biết, nhà họ Hồ Tiền Đường chính là đời sau của sư huynh Hồ Lãnh Sơn, thì tất nhiên Lý Dục Thần cũng phải quan tâm một hai. Thế nên anh mới có thể đề nghị việc trao đổi y thuật lấy hoàng tinh trong văn phòng của Hồ Tu Nhất. Được rồi,
để tôi truyền lại cho ông tâm pháp và khẩu quyết, ông đã học được 9 châm, thì 4 châm còn lại có lẽ không quá khó khăn. Lý Dục Thần cầm cây châm trà trong ống trúc trên bàn, giả vờ như đó là ngân châm đặt trên tay, ngón tay xoa nhẹ, vừa làm mẫu vừa đọc bí quyết. Làm xong một lượt lại thả châm trà về lại. Lý Dục Thần đã ngồi xuống, cầm chén trà lên thong thả uống. Hồ Sư Ước vẫn còn đứng đó, miệng không ngừng lặp lại khẩu quyết mà Lý Dục Thần vừa truyền cho, ngón tay bắt chước theo hành động của Lý Dục Thần. Hơn nửa ngày mới dừng lại. Hồ Sư Ước bỗng quỳ xuống trước mặt anh, cảm ơn cậu Lý đã truyền châm, hãy nhận lấy cái dập đầu của họ Hồ này. Tu Nhất, mau tới đây dập đầu với cậu Lý, đây là cái ân rất lớn cho nhà họ Hồ. Cuối cùng Hồ Tu Nhất cũng biết Lý Dục Thần không phải kẻ lừa gạt, thấy bố quỳ xuống thì cũng không dám đứng nữa. Lý Dục Thần thản nhiên chấp nhận cái quỳ lạy của bọn họ. Cái dập đầu này không phải là anh nhận, anh chỉ thay sư huynh Hồ Lãnh Sơn nhận. Cha con nhà họ Hồ vẫn còn muốn dập đầu, nhưng Lý Dục Thần đã vươn tay, dùng sức mạnh hư không nâng hai người dậy. Hai người bất giác đứng dậy, mới biết được thanh niên trước mặt này e rằng không chỉ đơn giản là có y thuật đáng gờm. Châm pháp này tôi truyền cho ông, sau khi học được thì gặp tình huống giống bà Cao lúc này, dù không biết đó là trùng độc thì ông cũng có thể dùng châm thuật ép cổ trùng bên trong ra. Nhưng hai người phải nhớ kỹ, châm này không phải người tài thì không được truyền. Không phải bệnh lạ thì không được trị, nhất quyết không được lạm dụng nếu không ắt sẽ gặp tai ương. Rõ, xin nghe lời dạy bảo của cậu, Hồ Sư Ước lại dùng lễ của sư đồ. Được rồi, tôi đi trước, sau này nhà họ Hồ gặp chuyện gì có thể tìm tôi. Dứt lời bèn đứng dậy rời đi. Hồ Tu Nhất vội nói, này cậu, hoàng tinh của cậu này, hay là tôi tìm người mang đến tận nhà cho cậu nha. Không cần, Lý Dục Thần đi tới chỗ thùng. Giơ tay bẻ một khối to, tôi chỉ cần từng này là đủ rồi. Nói xong bèn sải bước đi. Hồ Tu Nhất nhìn thùng hoàng tinh, nhớ tới thái độ của mình với Lý Dục Thần ban nãy, mặt chợt đỏ lên, mặt đầy hổ thẹn. Bố, cậu Lý đó rốt cuộc là ai? Cao nhân, Hồ Sư Ước nói. Lý Dục Thần không nhắc tới Hồ Vân Thiên với Hồ Sư Ước, bởi vì anh cảm thấy chuyện này còn có chút kỳ quái. Ấn tượng của anh với Hồ Sư Ước không tệ. Cũng không muốn người này đau lòng vì chuyện cũ. Ra khỏi Đồng Khánh Đường, Lý Dục Thần gọi điện thoại cho Mã Sơn, bảo anh ta lái xe tới đón. Mã Sơn nói mình có chút chuyện, đến tối mới đi được, bảo anh vội thì có thể bắt xe đi trước. Lý Dục Thần nghe thấy giọng Mã Sơn có gì đó không đúng bèn hỏi anh ta ở đâu. Mã Sơn nói mình ở bệnh viện Tam. Lý Dục Thần lập tức kêu một chiếc xe chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện. Trông thấy Mã Sơn bên ngoài phòng cấp cứu. Ngoài Mã Sơn thì còn một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Lý Dục Thần thấy khá quen mắt. Mã Sơn nói, đây là dì Tình, em không nhận ra hả? Lúc trước dì ấy bán bánh trứng gà bên kia đường của đại viện đấy. Lúc này Lý Dục Thần mới nhớ ra. Thuở nhỏ, bọn họ ở trong một đại viện cũ nát, đối diện đại viện có một con ngõ nhỏ. Người phụ nữ này bày bán bánh ở đó. Mỗi buổi sáng lại thấy dì ấy đứng bán bánh trứng gà. Người lớn gọi là A Tình, còn trẻ con thì gọi là dì Tình. Khi đó, bọn họ chỉ ngửi thấy mùi bánh trứng gà thôi đã chảy cả nước dãi. Dì Tình dọn quán thì thường dùng số bột mì còn lại để tráng mấy cái bánh thật dày, chia cho mấy đứa nhỏ bọn họ, không thu tiền. Chồng dì Tình là lính xuất ngũ, lúc tham gia quân ngũ đã bị thương, chân khập khiếng, đi làm bảo vệ cho một nhà xưởng ở gần đó. Có một lần, Mã Sơn đánh nhau với người ta, bị người chặn trong ngõ cụt, đúng lúc chồng dì Tình đi ngang qua cứu được. Sau đó dì Tình chuyển đi, cũng không biết là chuyển đi đâu. Nhưng Mã Sơn vẫn luôn nhớ tới bọn họ. Thì ra là dì Tình, Lý Dục Thần nhớ tới chuyện ngày xưa, trong lòng cũng thấy ấm áp, bây giờ cháu vẫn còn nhớ hương vị của món bánh trứng gà đó. Mới đó mà mấy đứa đã lớn thế này rồi, dì Tình cũng rất vui, nhưng có thể thấy trong ánh mắt dì ấy có vẻ sầu lo. Lý Dục Thần bèn hỏi Mã Sơn xem đã xảy ra chuyện gì. Mã Sơn nói, dì Tình làm bảo mẫu ở gần đây, con gái chủ nhà bị chó cắn, mới xử lý miệng vết thương, tiêm ngừa dại, bây giờ vẫn còn đang chờ theo dõi. Lý Dục Thần theo Mã Sơn vào phòng theo dõi. Cô bé nằm trên giường chừng 5, 6 tuổi, trên đầu và trên cánh tay quấn đầy băng gạc, trông có vẻ nghiêm trọng. Lúc này cô bé đang ngủ, trong lúc ngủ mơ màng vẫn còn vẻ mặt đầy hoảng sợ. Lý Dục Thần nhẹ nhàng cầm tay cô bé.
Trương Bị Lỗi vui lòng thông báo tới dịch giả để sửa lỗi. Lúc này, điện thoại của dì Tình reo lên. Dì ấy nghe điện thoại, mới nói vài câu mà mặt đã tái nhợt, vội nói, tôi tới ngay. Tới ngay. Mã Sơn hỏi dì ấy làm sao thế? Dì Tình nói, chồng dì đi thăm dò thử, muốn tìm người chủ con chó để đòi bồi thường, bị người ta đánh rồi. Cái gì, ở đâu? Nói là ở câu lạc bộ Hồ Tân. Đi. Lý Dục Thần và Mã Sơn cùng nhau theo dì Tình đi ra ngoài. Vừa ra khỏi bệnh viện, bố của cô bé kia đã đuổi tới. Tôi đi theo mọi người, anh ta nói, dù sao cũng vì con gái tôi nên mới xảy ra chuyện. Hơn nữa cái nơi như câu lạc bộ đó, mọi người đi cũng không biết phải xử lý thế nào. Mã Sơn và Lý Dục Thần gật đầu, người đàn ông này vẫn còn chút quân tử. Người đó lái chiếc Mercedes-Benz, chở bọn họ đến câu lạc bộ Hồ Tân. Dọc đường đi, bọn họ trò chuyện với mau mới biết người đàn ông kia tên Dương Tùng, là tổng giám đốc khách sạn Lâm Hồ. Vợ anh ta tên Ngô Tư Tư, mở một quán cà phê bên cạnh khách sạn. Thì ra dì Tình và chồng dì ấy đều làm công trong khách sạn Lâm Hồ, dì ấy dọn vệ sinh, chồng dì là bảo vệ. Sau đó thấy dì ấy chịu khó, lại sạch sẽ, Dương Tùng mới mời về nhà làm bảo mẫu, giúp anh ta chăm sóc con gái. Dì Tình đã làm cho nhà anh ta hơn một năm, vẫn luôn làm rất tốt. Tính vợ tôi là như thế, ngoài miệng khó chịu như vậy thôi, mọi người đừng chấp nhất làm gì, Dương Tùng nói. Mã Sơn nhìn Dương Tùng với ánh mắt thương hại, anh cũng không dễ dàng gì nhỉ. Dương Tùng thở dài nói, hầy, món mình chọn, dù thế nào cũng phải ăn cho hết thôi. Người ấy mà, vào quán cơm rồi mới biết nó ngon hay dở. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ăn quá nhiều món vừa thơm, vừa ngon, đắng cay ngọt bùi rồi cũng ngấy. Thứ ăn mãi mãi không ngán chính là cơm. Xe đến câu lạc bộ Hồ Tân. Dương Tùng gọi điện thoại. Sau đó quẹt thẻ thành viên, trực tiếp đi vào. Trong phòng riêng, bọn họ gặp được chồng dì Tình, Hứa Quốc Lập. Hứa Quốc Lập ngồi trên sofa, mặt bị đánh sưng phù, khóe môi dính máu, một chân duỗi thẳng, trông có vẻ không cử động được. Dì Tình thấy chồng mình bị đánh thành như vậy thì suýt chút nữa khóc òa lên, ngồi xuống bên cạnh thân thiết hỏi, ông Hứa, ông sao rồi? Sao bọn họ có thể tùy tiện đánh người như vậy chứ? Hứa Quốc Lập an ủi, không sao. Ngày xưa chồng bà trong quân đội đã rèn được cơ thể bằng sắt bằng thép, chút thương tích đó chẳng đáng là gì. Lúc này dì Tình mới thoáng yên tâm. Mã Sơn lên tiếng gọi, chú Quốc Lập. Hứa Quốc Lập không nhận ra anh ta. Dì Tình giới thiệu, ông còn nhớ hồi ở thành phố Hòa, có mấy đứa nhỏ trong đại viện cũ bên kia đường không? Đây là Mã Sơn, hồi đó còn gọi là Đại Mã Hầu. Còn đây nữa, thằng Lý, cháu của ông anh Hữu Toàn. Hứa Quốc Lập à một tiếng, lớn thế này rồi đấy à. Đại Mã Hầu, Tiểu Lý. Nói xong lại muốn đứng dậy. Nhưng vừa định đứng dậy đã ngồi trở về. Ôm cái chân duỗi thẳng kia nhe răng. Ông Hứa, ông sao vậy, dì Tình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lý Dục Thần đi tới xem xét, sờ thử chân Hứa Quốc Lập. Chân đã gãy rồi, đùi gãy mất, xương bánh chè cũng vỡ nát. Lý Dục Thần nhớ rõ, Hứa Quốc Lập từng bị thương. Chân cũng khập khiễng rồi. Kẻ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cố tình đánh vào chỗ vết thương cũ, khiến vết thương càng trở nên nặng hơn. Vết thương lâu đến mấy chục năm, cộng thêm vết thương mới, bị thương thế này rất khó để chữa trị. Trễ một chút thôi cái chân này của ông ấy sẽ bị phế, có thể sẽ phải cắt bỏ. Hứa Quốc Lập gắng gượng đến bây giờ vẫn có thể tươi cười trước mặt dì Tình, đúng là ý chí sắt đá của người từng làm lính. Tôi không sao. Hứa Quốc Lập cắn răng nói, vết thương cũ tái phát thôi ấy mà. Lý Dục Thần biết ông ấy muốn dì Tình yên tâm, bèn nói, chú ngồi yên đừng nhúc nhích. Sau đó dùng chân khí truyền qua quan huyệt ở đầu gối rót vào cơ thể Hứa Quốc Lập, cũng liên tục điểm vào các huyệt như túc tam lý, lăng tuyền, âm cốc, trúc tân, thừa sơn. Ban đầu, khi chân khí vừa vào người, miệng vết thương bỗng trở nên đau hơn khiến Hứa Quốc Lập không thể nhịn nổi. Nhưng ông ấy vẫn cố nén. Chẳng rên lấy một tiếng. Chỉ cắn chặt răng, trán rịn ra một lớp mồ hôi mịn. Một lát sau, đau đớn giảm bớt, đùi chìm trong cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái. Lý Dục Thần nói, xương gãy đã được nối liền, nhưng mấy ngày tới tốt nhất không nên cử động, nghỉ ngơi khoảng một tuần là ổn rồi. Hứa Quốc Lập thử nhấc chân, cảm thấy hết sức bất ngờ, chú cứ tưởng cái chân này đã phế rồi chứ, không ngờ nó lại khỏi được.
Tiểu Lý, cháu là hoa đà tái thế hả? Dì Tình cũng luôn miệng cảm ơn. Dương Tùng bên cạnh lại đầy khiếp sợ. Lúc nãy anh ta cũng nhận ra chân của Hứa Quốc Lập chắc chắn đã gãy, chỉ chạm vào vài cái là lành ngay được ư. Tạm thời khoan cảm ơn cháu đã, Lý Dục Thần nói, vết thương cũ của chú ở đó quá lâu, rất khó hồi phục lại như cũ. Người ra tay quá độc ác, cố tình chạm vào vết thương đó của chú vốn muốn phế bỏ nó đi. Ai, Mã Sơn siết chặt nắm đấm, ai làm? Chính là người phụ nữ nuôi cho đó, chú đuổi theo, muốn nói chuyện bồi thường. Kết quả người ta gọi thêm người tới đánh chú, Hứa Quốc Lập nói, cũng do tuổi tác chú cao rồi, nếu là 20 năm trước thì chú thèm sợ chúng nó chắc. Lúc này, cửa phòng mở ra, vài người bước vào, đi đầu là một người phụ nữ mặc sườn xám, trong tay còn cầm cây quạt ngà voi. Sau lưng là một người đàn ông mặc tây trang. Lý Dục Thần còn tưởng đây là người nuôi chó, nhưng thấy Dương Tùng chào hỏi người đó thì mới biết đó là chủ của câu lạc bộ này. Tổng Giám đốc Quan, chuyện này là thế nào? Dương Tùng hỏi. Tổng Giám đốc Dương, xin lỗi, tôi không biết ông ấy là bảo vệ bên khách sạn của anh. Người bị đánh ở câu lạc bộ chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Thế này đi, tiền thuốc men, chi phí dưỡng bệnh và tiền công đều do tôi chi trả, mặt khác tôi còn bồi thường thêm 50.000 phí tổn thất tinh thần, anh thấy được không? Mã Sơn nói, đánh người, bồi thường ít tiền thế là xong hả? Có tiền ghê gớm lắm chắc, gọi kẻ đánh người tới đây cho tôi. Dương Tùng khẽ nhíu mày, trông không muốn đắc tội với người phụ nữ trước mắt cho lắm. Tổng Giám đốc Quan, tiền thì không cần đền, ai đánh người thì gọi kẻ đó ra đây nói chuyện đi, Dương Tùng nói. Có thể thấy Tổng Giám đốc Quan gì đó không để Mã Sơn vào mắt, chỉ đáp lời Dương Tùng, mỉm cười nói, Tổng Giám đốc Dương, người bị đánh trên địa bàn của tôi, kẻ đánh người cùng là khách của tôi, để tôi chịu trách nhiệm cũng là chuyện thường tình. Nếu anh vẫn không hài lòng với điều kiện của tôi thì chúng ta có thể bàn. Dương Tùng vội vàng nói, cũng không phải là không hài lòng. Nhưng người của tôi bị họ đánh, con gái tôi bị chó người đó cắn, nếu một câu xin lỗi cũng không có thì hơi quá đáng. Tổng Giám đốc Quan lắc đầu, muốn họ xin lỗi thì e là hơi khó. Tổng Giám đốc Dương, tôi nói câu thật lòng, người đó anh đắc tội không nổi đâu. Dương Tùng im lặng. Dù gì anh ta cũng là Tổng Giám đốc của một khách sạn, cũng là người có uy tín và danh dự, nhưng so với Quan Nhã Lệ thì thua kém không chỉ là một ít. Đừng thấy câu lạc bộ này nhỏ mà lầm. Thân phận Quan Nhã Lệ là không tầm thường. Quan Nhã Lệ đã nói vậy, thì đối phương chắc chắn là người có lai lịch lớn. Thấy Dương Tùng im lặng, Mã Sơn khó chịu trách móc, anh có còn là đàn ông không vậy? Con gái bị chó cắn, thế mà anh còn chẳng dám thả cái dám. Ông chủ như anh còn không bằng một bảo vệ. Mặt Dương Tùng đỏ bừng lên. Quan Nhã Lệ trầm mặt, nhìn Mã Sơn nói, này anh, nói chuyện thì phải nhìn lại mình trước đã. Có những lời tốt nhất không nên nói bậy. Không phải ai trên đời cũng tốt tính như Tổng Giám đốc Dương đây. Lý Dục Thần đi tới ngăn trước mặt Mã Sơn đang nổi giận đùng đùng, có thể đánh người bất kỳ lúc nào, nói. Bà chủ họ Quan đúng không, chúng tôi cũng không muốn làm ầm lên, thế này đi, tôi đưa ra vài điều kiện nhé. Ha ha, được, anh nói nghe xem. Quan Nhã Lệ cười khinh miệt, nghĩ Lý Dục Thần sẽ đòi thêm tiền. Còn tiền? Đối với loại người như họ, vốn chẳng là gì. Chuyện điền văn. Thứ nhất, chó cắn người thì phải chết. Lý Dục Thần đưa ra điều kiện đầu tiên, Quan Nhã Lệ liền cau mày. Không được, bà ta nói, cậu muốn bồi thường bao nhiêu tiền cũng có thể đàm phán, nhưng điều kiện này, không thể đồng ý. Lý Dục Thần cười nói, bà chủ quan, đừng vội, nghe tôi nói hết điều kiện trước đã. Anh dừng một chút, đi đến trước người Hứa Quốc Lập. Chỉ vào chân của Hứa Quốc Lập nói, thứ hai, những kẻ đánh người, ai đánh gãy chân của chú Hứa, cũng phải chặt gãy một chân, những người khác, tất cả những người ra tay, bẻ gãy một ngón tay. Nhìn vẻ kinh ngạc của Quan Nhã Lệ và Dương Tùng, Lý Dục Thần cười thản nhiên. Thứ ba, chủ nhân của con chó quỳ xuống xin lỗi. Làm được hết ba điều kiện này, chuyện hôm nay coi như xong. Quan Nhã Lệ nhìn Lý Dục Thần như nhìn kẻ tâm thần. Nhưng thấy Lý Dục Thần nói nghiêm túc như vậy, giọng điệu lại nhẹ tênh, nhất thời không nắm bắt được anh. Cậu có biết chủ nhân của con chó là ai không? Nếu những lời cậu nói truyền đến tai cô ta, cậu biết sẽ có hậu quả gì không? Là ai, với tôi cũng không quan trọng, Lý Dục Thần không hề quan tâm ngồi lên sofa, bà chủ quan, tôi cũng khuyên bà một câu, lúc nói chuyện cũng phải nhìn lại bản thân,
có những trách nhiệm không thể gánh bừa bãi, bà chưa chắc gánh được đâu. Lời này gần như là lặp lại lời Quan Nhã Lệ vừa nói với Mã Sơn. Lý Dục Thần đang xả giận thay cho Mã Sơn. Đương nhiên Quan Nhã Lệ đã nghe ra. Người đàn ông mặc vest phía sau bà ta bước lên trước, có vẻ muốn ra tay. Quan Nhã Lệ đưa tay ra ngăn, lạnh lùng nói, được, các cậu đã không nhận ý tốt, thì tôi mặc kệ. Điều kiện của cậu, tôi đi nói với chính chủ. Tổng giám đốc Quan, Dương Tùng hơi bất an, đối phương là ai, tôi có quen không? Quan Nhã Lệ nhìn anh ta một cái, Giao Hồng Lăng, ông quen không? Dương Tùng suy nghĩ, nói, hình như có nghe nói, có phải là nhân vật nổi tiếng mạng không? Đúng thế, Giao Hồng Lăng là nhân vật nổi tiếng mạng, nếu chỉ là cô ta, đương nhiên Tổng Giám Đốc Dương ông không sợ. Nhưng ông có biết, ai nâng đỡ cô ta, ai bao nuôi cô ta không? Ai? Trương Băng, Quan Nhã Lệ ném lại hai chữ, quay người đi ra. Xong rồi, vẻ mặt Dương Tùng biến sắc, xoa tay liên tục, lần này xong rồi, các vị, chúng ta đi thôi, chúng ta không đắc tội được với những người này đâu. Mã Sơn nổi giận, sao ông lại nhát gan như vậy? Thế mà ông cũng là lão tổng, con gái ông còn ở bệnh viện, bị cắn đến như vậy, ông bỏ qua hả? Dương Tùng nói, cậu không biết, Trương Băng đó là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thông X đấy. Chỉ là một phó tổng thôi mà, ông còn là lão tổng cơ. Phó tổng giám đốc, cậu có biết, tập đoàn Thông X lớn thế nào không? Lôi một công ty con bất kỳ ra, tài sản cũng có thể dọa chết người. Lão tổng như tôi, ngay cả giám đốc công ty con của họ, tôi cũng phải tươi cười lấy lòng. Trương Băng là phó tổng tập đoàn, tôi đâu chọc vào được. Tập đoàn Thông X, Lý Dục Thần cười ha ha, thế giới này đúng là nhỏ. Khoảng 20 phút sau, người phải đợi chưa đến, Ngô Tư Tư, vợ của Dương Tùng đã đến. Bà ta vừa vào cửa đã hét lớn, Dương Tùng, ông điên rồi. Nếu không phải tổng giám đốc Quan gọi cho tôi, có phải ông định tiếp tục điên với mấy tên nhà quê này không? Ông muốn hủy cái nhà này phải không? Dương Tùng vẻ mặt khó coi, Tư Tư, anh muốn đòi lại công bằng cho con gái. Công bằng cái đầu ông, thế giới này có công bằng hả? Ngô Tư Tư mắng lớn, Dương Tùng, đầu óc ông có vấn đề à? Biết rõ Giao Hồng Lăng là người của Trương Băng, ông còn đắc tội với cô ta. Phó Tổng Trương chắc cũng không phải là người không nói đạo lý chứ. Đúng. Trương Băng có thể nói đạo lý, nhưng Giao Hồng Lăng biết nói đạo lý hả? Ngô Tư Tư còn chưa nói hết, đã nghe ở cửa có người nói. Ai nói tôi không nói đạo lý? Một cô gái đi vào. Cô ta mặc áo hai dây hở vai, váy ngắn đi tất, trang điểm đậm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, dường như cả thế giới này là của cô ta vậy. Cô ta dắt theo một con chó đắt tiền màu trắng, lông được trải chuốt, vô cùng đẹp, chẳng trách cô bé muốn sờ. Chủ nào chó nấy, chủ con chó kiêu ngạo, con chó này cũng rất kiêu ngạo. Phía sau cô gái, còn có bốn người đàn ông trẻ cao lớn cường tráng đi theo, hầm hầm như sói đảo mắt nhìn người trong phòng bao. Ngô Tư Tư sợ hết hồn, vội vàng nói, cô là cô Diêu. Không đúng không đúng, tôi không nói cô, tôi nói chồng tôi cơ, ông ấy đúng là không hiểu nổi. Giao Hồng Lăng hừ lạnh, sao tôi lại nghe nói có người muốn nói điều kiện với tôi chứ? Không có không có, không ai nhắc đến điều kiện cả, chúng tôi đi đây, Ngô Tư Tư kéo Dương Tùng muốn rời đi. Dương Tùng dù sao cũng là một tổng giám đốc của khách sạn, cứ đi như vậy thật không có chút thể diện, liền có chút do dự. Giao Hồng Lăng cười lạnh nói, cứ như vậy để các người đi, há chẳng phải tôi rất mất mặt sao? Cô Giao, cô muốn thế nào? Dương Tùng hỏi. Rất đơn giản, các người xin lỗi Cinderella đi. Mọi người nhất thời không hiểu Cinderella là ai, ở đây từ lúc nào có người nước ngoài vậy. Nhìn thấy Giao Hồng Lăng thân mật vuốt ve con phú đồ bên cạnh, mọi người mới biết Cinderella mà cô ta nói chính là con chó này. Cô Diêu, chúng ta nói phải trái đi, rõ ràng con chó của cô cắn con gái của tôi, Dương Tùng nói. Chuyện cười, Giao Hồng Lăng cao giọng nói phải trái thì tính mạng con chó của tôi đắt hơn con gái ông rất nhiều. Hôm nay Cinderella bị dọa sợ, các người phải xin lỗi em nó, nếu không cho các người đẹp mặt đấy. Mã Sơn quả thật không nhìn nổi nữa, anh ta mắng, con mẹ nó bà cô này có phải điên rồi không? Kiếp trước là chó đầu thai đến hả? Coi chó là mẹ của cô chắc. Giao Hồng Lăng là hot girl mạng nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, được người yêu cưng chiều, đi đến đâu cũng có người liếm gót,
cho đến bây giờ chưa từng bị ai mắng như vậy. Lần này bị Mã Sơn mắng đến ngây người, cô ta đứng ngốc tại chỗ, mãi hồi lâu mới phản ứng được. Cô ta nhớn nhác kêu lên, dạy dỗ hắn cho tôi. Phế hắn. Bốn người đàn ông sau lưng cô ta liền xông đến. Lý Dục Trần không nhúc nhích. Mấy người này chính là vệ sĩ bình thường, khả năng cũng không phải vệ sĩ, chỉ là người hầu. Mã Sơn đã học qua quyền cước, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau, kinh nghiệm thực chiến phong phú, mấy tên đàn ông to khỏe bình thường căn bản đều không đáng nói. Quả nhiên, chưa đến mấy chiêu, bốn người liền bị Mã Sơn đánh gục. Mã Sơn quay đầu hỏi, chú Quốc Lập, vừa rồi mấy người này đánh chú. Hứa Quốc Lập gật đầu nói, phải, chính là bọn chúng. Ai đánh gãy chân chú? Hắn, Hứa Quốc Lập chỉ vào một người trong đó rồi nói. Mã Sơn tát vào mặt người đó mấy phát, sau đó nhấc một chân hắn, gác dọc theo bàn trà, đạp vào chân kêu rắc một tiếng. Người đó kêu rên lên, chân lập tức bị đạp gãy. Mọi người nhìn cảnh tượng này mà sợ hết hồn hết vía. Mặc dù Dương Tùng mở khách sạn, cũng coi như có kiến thức sâu rộng, chuyện đánh nhau gây chuyện là thường có, nhưng ra tay ác ôn dứt khoát như vậy lại là lần đầu nhìn thấy. Dù sao Giao Hồng Lăng cũng là hot girl mạng, ỷ vào đàn ông có tiền có quyền mới dám tác oai tác quái. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Mã Sơn còn chưa hả giận, anh ta túm lấy ngón tay mấy người khác, mấy tiếng rắc rắc vang lên, mỗi người gãy một ngón. Anh ta lại cầm gạt tàn thuốc trên bàn trà, chậm rãi đi về phía Giao Hồng Lăng. Giao Hồng Lăng răng lợi run cầm cập, anh muốn làm gì? Mã Sơn cầm gạt tàn thuốc lên. Lúc này, Quan Nhã Lệ bà chủ câu lạc bộ dẫn theo một đám bảo vệ vội chạy tới. Dừng tay, Quan Nhã Lệ hét lên. Nhưng đã muộn rồi. Mã Sơn nâng gạt tàn rồi hạ xuống. Giao Hồng Lăng sợ hãi nhắm mắt, hai tay cô loạn xạ trước mặt, miệng kêu oa oa. Nhưng Mã Sơn không đánh cô ta, gạt tàn thuốc lại nện vào đầu con chó pú đồ bên cạnh. Chỉ thấy một tiếng rắc vang lên, gạt tàn thuốc vỡ đầy đất. Trong phút chốc còn kèm theo âm thanh xương gãy. Pú đồ kêu ô ô nghẹn ngào mấy tiếng rồi ngã xuống đất, co quắp vài cái rồi bất động. Trong phòng yên tĩnh, mãi hồi lâu mới vang lên tiếng khóc giống tê tâm liệt phế của Giao Hồng Lăng, nhào đến bên cạnh con chó chết, khóc lóc còn đau buồn hơn cha chết. Quan Nhã Lệ nhíu chặt mày. Bà ta hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển thành ra như vậy. Vốn dĩ bà ta cho rằng Giao Hồng Lăng dẫn người qua dọa bọn họ một chút, sau đó bà ta lại ra mặt, làm người ở giữa, bồi thường chút tiền, chuyện này xem như qua. Bây giờ người của Giao Hồng Lăng bị đánh, quan trọng là con chó của cô ta cũng bị đánh chết. Đây là con chó nổi tiếng trên mạng. Giao Hồng Lăng không được tính là nhân vật sừng sỏ gì nhưng người tình của cô ta, phó tổng của tập đoàn Thông X, Trương Băng lại là một người không dễ chọc. Cô Giao, hay là cô đi nghỉ ngơi trước, giao lại chuyện này cho tôi xử lý, Quan Nhã Lệ nghiêng người thăm dò hỏi. Giao Hồng Lăng giống lên như điên loạn, bà định xử lý thế nào? Bà xử lý thế nào? Tôi muốn bọn họ phải chết, muốn bọn họ đều phải chết, bà làm được sao? Vừa nói vừa rút ra điện thoại bắt đầu gọi điện, alo, anh Băng, em bị người ta đánh rồi. Cinderella bị kẻ khác đánh chết rồi, ở hội sở Hồ Tân, anh mau tới đây đi. Giao Hồng Lăng bất lực lắc đầu, nói với Dương Tùng. Tổng giám đốc Dương, ông gặp rắc rối to rồi. Dương Tùng cũng sững người lại, không ngờ tới Mã Sơn lại hung bạo như vậy. Ông ta cũng không biết phải thu dọn cục diện này như thế nào. Tổng giám đốc Quan, chuyện này không liên quan tới chúng tôi mà, Ngô Từ Từ vội vã phủi sạch quan hệ, chúng tôi không quen biết hai người này. Các người đợi lát nữa nói với Tổng Giám Đốc Trương đi, Quan Nhã Lệ mặt lạnh tanh, tôi vốn cũng muốn giúp mấy người nhưng bây giờ thực sự hết cách rồi, các người tự lo lấy mình đi. Chúng ta đi thôi, Ngô Từ Từ vội kéo Dương Tùng muốn rời đi. Ai cũng không được phép đi, Quan Nhã Lệ vừa phất tay, bảo vệ đồng loại chặn ở cửa ra vào. Ngô Từ Từ khóc không ra nước mắt, lập tức phẫn hận quay đầu nhìn Mã Sơn, há miệng mắng, cậu thể hiện làm gì? Đồ quê mùa! Bây giờ thì hay rồi, ngay cả chúng tôi cũng bị liên lụy, cậu không cần mạng, nhưng chúng tôi vẫn muốn sống đó. Dương Tùng áy náy ngăn cản, Từ Từ, bọn họ cũng là đang giúp chúng ta. Ai cần bọn họ giúp đâu, đồ thần kinh, đồ quê mùa chỉ biết đánh lộn, giỏi đánh nhau lắm phải không, sao không đoạt luôn chức quán quân quyền anh đi. Một lát nữa Trương Băng tới rồi,
để xem các cậu chết khó coi tới mức nào. Bây giờ đến lượt Mã Sơn sửng sốt rồi, anh ta chưa từng gặp qua người phụ nào vô lý, không phân biệt được trắng đen và điên rồ như vậy. Lý Dục Thần đứng dậy, kéo Mã Sơn sang một bên. Anh biết Mã Sơn rất giang hồ, tuy rằng quen đánh nhau từ nhỏ nhưng chưa từng động tới một sợi lông của phụ nữ. Con gái của bản thân đã bị chó cắn còn nịnh hót lấy lòng chủ nhân của nó, tôi cũng là lần đầu tiên thấy trường hợp này. Lý Dục Thần nhìn Dương Tùng, Tổng Giám Đốc Dương, ông có phải là nên dạy bảo vợ mình rồi không? Nếu ông không nỡ ra tay, tôi cũng không ngại giúp ông. Gương mặt Dương Tùng thoát cái như bảng pha màu, lúc xanh lúc đỏ. Ông ta rất tức giận, hôm nay con gái bị chó cắn còn dồn một bụng lửa giận đây. Ngô Từ Từ liếc xéo ông ta, ông dám. Dương Tùng đang lúc máu nóng lên đầu, nghe xong câu thách thức này cũng không suy nghĩ nhiều mà quăng một bạt tai tới. Bất ngờ bị tác động khiến Ngô Từ Từ lảo đảo trực ngã, che mặt nhìn Dương Tùng với ánh mắt khó tin, ông dám đánh tôi. Dương Tùng cũng không đếm xỉa tới bà ta, gầm lên, Thiển Thiển còn đang ở trong bệnh viện. Người làm mẹ như bà không chăm sóc tốt cho con gái mình, mà chạy tới nơi này làm gì? Đến cũng đến rồi, còn làm tôi mất hết mặt mũi. Tôi còn không phải là vì ông sao? Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Dương Tùng, khí thế hùng hổ mắng chửi người vừa rồi của Ngô Tư Tư thoáng cái tiêu tan không chút dấu tích. Đắc tội với Trương Băng ông còn có thể ở lại Thiền Đường sao? Dương Tùng quát lớn, cùng lắm thì từ chức về quê làm ruộng chứ có chết tôi cũng không muốn sống những ngày tháng bị dẫm đạp lên tôn nghiêm như thế này nữa. Con gái bị chó cắn rồi còn phải xin lỗi một con chó, người sống đến chó cũng không bằng thì còn sống làm gì. Nói xong những lời này Dương Tùng chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Dường như trong chớp mắt ông ta tìm lại được danh dự đã đánh mất suốt nhiều năm qua, và sống lại như một người đàn ông. Thấy dáng vẻ này của chồng. Ngô Từ Từ bỗng nhiên có chút sợ hãi mà đem một bụng phản bác nuốt ngược vào trong. Lý Dục Thần mỉm cười cười vỗ vỗ vai Dương Tùng, người anh em, chúc mừng ông đã thoát khỏi biển khổ. Xin lỗi, làm liên lụy tới các cậu rồi. Không sao, không phải chỉ là một Trương Băng thôi sao, ông ta sẽ không dám làm gì ông đâu. Hai điều kiện đầu tiên trong ba điều kiện trước đó tôi đề ra đã hoàn thành rồi, chỉ còn lại điều kiện thứ ba, để chủ của con chó kia quỳ xuống xin lỗi. Nếu Trương Băng nhất định đòi ra mặt thay cô ta, vậy để họ cùng nhau thực hiện điều đó đi. Dương Tùng nghe tới ngẩn người. Nhưng ông ta lại không hề cảm thấy Lý Dục Thần đang nói đùa. Lời này của anh đương nhiên cũng đã dấy lên sự kinh ngạc của những người khác. Trong lòng Quan Nhã Lệ ngoại trừ ngạc nhiên còn mang theo vài phần tò mò nhìn Lý Dục Thần. Bà ta không xác định nổi những gì người thanh niên trước mắt này nói ra là lời khoác lác vô tri hay là ỷ vào thế lực nào đó sau lưng. Lúc này ngay cả những người kém tinh tường cũng có thể nhìn ra thanh niên này mới là người đưa ra chủ kiến trong số những người kia, không phải kẻ đánh người vừa rồi, Dương Tùng lại càng không. Xin hỏi cậu đây xưng hô thế nào? Quan Nhã Lệ là một người trải đời, cũng có lai lịch bất phàm. Bà ta không hề thích loại hot girl mạng không coi ai ra gì như Giao Hồng Lăng, nếu không cũng sẽ không giữ Hứa Quốc Lập lại trong phòng bao, còn kêu ông ấy thông báo cho gia đình tới. Nhưng bà ta cũng không muốn làm mích lòng người tình của cô ta là Trương Băng. Do đó bà ta thà tự mình trích một ít tiền, dẹp chuyện Đặng Yên Thân cũng coi như bán một phần ân huệ cho Dương Tùng và Trương Băng. Nhưng thực sự không ngờ tới giữa đường lại nhảy ra một kẻ ngáng chân. Quan Nhã Lệ biết rằng đôi khi những người với cảm giác tồn tại mờ nhạt cũng có khả năng là một nhân vật lớn, đặc biệt là khi đối phương đã thể hiện ra sự tự tin tuyệt đối. Tôi họ Lý, Lý Dục Thần đáp. Ồ. Vậy tôi nên gọi cậu là cậu chủ Lý hay là Lý Tổng đây? Quan Nhã Lệ khéo léo hỏi. Từ câu trả lời của đối phương liền có thể xác định đại khái thực lực và bối cảnh của họ. Sao cũng được. Ba chữ này ngược lại dọa cho Quan Nhã Lệ nhảy dựng. Nếu đã tùy tiện vậy nó mang hàm nghĩa đều được. Tự xưng mình là cậu chủ vậy nhất định phải có gia cảnh bề thế. Cậu chủ thời nay khác thời xưa, một người có gia cảnh bình thường ai sẽ gọi là cậu chủ đây? Nhưng đặt trong bối cảnh hiện tại, ở độ tuổi này không phải học sinh thì chính là công tử quần là áo lượt, không thể tự mình đảm đương trọng trách một phương, do đó thường không được gọi là tổng. Vừa dám xưng cậu chủ, lại vừa gánh vác được chữ tổng, này, chắc chắn là con nhà quyền quý và nắm thực quyền trong tay. Quan Nhã Lệ liếc nhìn gương mặt trẻ trung của Lý Dục Thần một cái, vẫn quyết định gọi anh là cậu chủ, gọi tắt là cậu cộng họ, cậu Lý.
cậu Lý không phải người địa phương phải không, là từ đâu tới vậy, bà ta tiếp tục hỏi. Tôi đến từ thủ đô, Lý Dục Thần nói, tới tiền đường làm chút việc. Quan Nhã Lệ nghe vậy thì cau mày, suy ngẫm hồi lâu cũng không nhớ ra nổi tại thủ đô có gia tộc nào họ Lý. Cậu Lý, cậu lần đầu tới tiền đường có lẽ không biết một vài việc, bà ta dò xét cậu biết Trương Băng là ai không? Lý Dục Thần lắc đầu, không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Vậy cậu có hiểu biết về những gia tộc đứng đầu tại tiền đường không? Biết sơ qua. Gia tộc đứng đầu tại tiền đường họ Tiền, điều này mọi người đều biết. Nhà họ Tiền cũng được gọi là thế gia đầu tiên của Giang Nam, cho dù đặt ở thủ đô chắc cũng không có nhà nào dám nói nền móng của mình có thể vượt qua được nhà họ. Lý Dục Thần gật đầu, điểm này không cần nghi ngờ. Nhà họ Tiền xưng vua từ thời Ngô Việt, thẳng đến nhà Đường Tống, ba đời với năm vị vua, con cháu đời đời tiếp quản gia nghiệp, không chỉ đứng vững gót chân suốt ngàn năm lịch sử không đổ, mà còn có đến cả ngàn người được lưu danh sử sách. Đến ngày nay con đàn cháu đống, người đồng tộc chi bên phân bổ khắp thế giới. Quan Nhã Lệ mỉm cười, ngoại trừ nhà họ Tiền, gia tộc lớn nhất tại Tiền Đường chính là nhà họ Cao. Thực lực của nhà họ không cần tôi nói nhiều, ắt hẳn cậu Lý cũng đã hiểu rõ. Vậy tôi chỉ nói tới vị mà hôm nay mọi người đã đắc tội tới Trương Băng. Ông ta là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thông Ích, mà tập đoàn Thông Ích chính là doanh nghiệp trọng yếu nhất dưới trướng nhà họ Cao. Thấy gương mặt anh vẫn duy trì nét thong dong, bà ta lại nhẹ nhàng bổ sung một câu. Cậu có thể cảm thấy, Trương Băng không phải chỉ là phó tổng của một tập đoàn thôi sao, hơn nữa còn mang họ Trương, không phải họ Cao, nhưng điều cậu không biết là, vị Trương tổng này đã từng là quản gia của nhà họ Cao, vẫn luôn đi theo bên cạnh cậu cả của nhà họ là Cao Tử Hạng. Sau này để kiểm soát tập đoàn Thông Ích một cách toàn diện mới bổ nhiệm ông ta vào tầng lớp quản lý cấp cao đó. Lý Dục Thần có chút kinh ngạc rồi. Không phải kinh ngạc về bối cảnh của Trương Băng mà là vì người phụ nữ trước mặt này, không ngờ bà chủ của một hội sở vậy mà lại hiểu rõ chuyện của nhà họ Cao đến như vậy. Cậu Lý, bây giờ cậu còn kiên trì với suy nghĩ ban đầu không? Bắt gặp biểu cảm này của anh, Quan Nhã Lệ còn tưởng rằng anh sợ rồi. Không ngại thì để tôi làm người trung gian, nếu không chê chỗ này của tôi tồi tàn, lát nữa tôi xin phép mời cậu Lý và Trương Tổng lên lầu uống một ly rượu, mọi người giao lưu vui vẻ, cũng coi như không đánh không quen biết. Quan Nhã Lệ có ý tốt, đương nhiên cũng là vì suy xét cho hội sở của bản thân. Lý Dục Thần cười xòa, bà chủ quan, hôm nào rảnh rỗi tôi nhất định sẽ tới uống rượu của bà, nhưng nếu là cùng vị Trương Tổng đó thì tôi nuốt không trôi, ông ta không xứng. Quan Nhã Lệ ngơ người. Lý Dục Thần không đón nhận ý tốt của mình cũng nằm trong dự đoán, nên bà ta đã chuẩn bị sẵn lời ứng phó phía sau. Nhưng một câu, ông ta không xứng, đã trực tiếp chặn đứng những lời khuyên giải kia lại. Hơn nữa điều này còn khiến bà ta không dám tiếp tục suy đoán thân phận của anh nữa. Bà ta đã nói toạc ra thân phận của Trương Băng có liên quan mật thiết tới nhà họ Cao, cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thông Ích. Nhưng ngay cả tư cách uống rượu cùng anh cũng không có. Anh rốt cuộc là ai? Lý Dục Thần xoay người trở lại sofa, bắt đầu cùng Dì Tình, Hứa Quốc Lập hàn huyên chuyện vặt thường ngày, giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là tới đây vui chơi mà thôi. Hứa Quốc Lập còn đỡ, dù sao ông ấy cũng từng phục vụ trong quân đội nhưng Dì Tình nào từng chứng kiến trận thế lớn như hôm nay nên trong lòng vẫn hoảng loạn vô cùng. Mã Sơn cũng theo đó ngồi xuống cùng mọi người vui vẻ trò chuyện về quá khứ, Dì Tình lúc này mới dần thả lòng. Sau đó Dương Tùng cũng xúm lại tham gia cùng họ. Ngô Tư Tư ban đầu không có động tĩnh gì, nhưng cuối cùng vẫn là đi đến bên cạnh Dương Tùng rồi thấp thỏm đặt mông ngồi xuống, bà ta cúi đầu không hé một từ, giống như một nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn mới gả qua cửa vậy. Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Trong phòng bao của hội sở, một bên là một nhóm người đang trò chuyện rôm rả, giống như người một nhà đang cùng nhau trải qua tất niên. Giữa phòng thì nằm sóng xoài bốn người đàn ông vạm vỡ bị thương, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ hừ hừ. Một bên khác là một người nổi tiếng mạng bị rớt từ thiên đường kiêu ngạo xuống địa ngục, dưới đất còn có một con chó chết. Quan Nhã Lệ nhìn cảnh này, cũng phải có cảm giác hoài nghi cuộc đời. Chỉ lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào ầm ĩ. Một người đàn ông trung niên vượt qua bảo vệ ở cửa xông vào, một đám người đi theo phía sau ông ta, những người này, người nào cũng khí thế bừng bừng. Anh Băng, Giao Hồng Lăng nhìn thấy người đàn ông đi vào, như thấy cứu tinh, chỉ vào Lý Dục Thần và Mã Sơn nói, chính bọn họ,
họ ức hiếp em, còn đánh chết Cinderella. Hu hu hu, chuyên bác Trian. Trương Băng nhìn người bị thương dưới đất một cái, cau mày, mắng một câu, phế vật. Mấy người này, đều được ông ta sắp đến đi theo bảo vệ Giao Hồng Lăng. Kẻ nào đánh, tự đứng ra đây, chặt một cánh tay, những người khác quỳ xuống dập đầu tạ lỗi cục cưng của tôi, nếu không, hôm nay đừng mơ ra khỏi nơi này. Trương Băng giơ tay ngoắc ngón tay về phía sau. Một đám côn đồ xông đến, xếp thành một hàng. Lý Dục Thần nhìn Trương Băng, khẽ cau mày. Trên người Trương Băng có mùi đặc biệt. Mùi của cổ trùng. Chỉ thoang thoảng thôi, nhưng vẫn không thoát khỏi thần thức của Lý Dục Thần. Bản thân Trương Băng không trúng cổ trùng, có lẽ là cổ trùng này từng ký sinh tạm thời trên người ông ta, cho nên mới để lại mùi thoang thoảng này. Mùi của cổ trùng giống với cổ trùng trên người vợ của Cao Tử Hạng. Có khả năng lớn, cổ trùng trên người bà Cao là do Trương Băng để lại. Nhưng, theo thần thức cảm thấy, trên người Trương Băng không có chút pháp lực dao động nào, có thể chắc chắn ông ta không phải là người tu hành, cũng không thể nào là người nuôi cổ trùng. Cho nên, có lẽ là người nuôi cổ trùng đã lợi dụng Trương Băng có thể tiếp cận với Cao Tử Hạng, hạ cổ trùng cho Cao Tử Hạng. Nhưng một cách ngẫu nhiên nào đó, cổ trùng lại đến trên người bà Cao. Vốn dĩ Lý Dục Thần không để tâm đến Trương Băng, mặc kệ ông ta là quản gia nhà họ Cao hay là phó tổng của tập đoàn, bạo lực có thể giải quyết vấn đề. Nhưng ngửi thấy mùi của cổ trùng, anh lại nghĩ vẫn nên nói với Cao Tử Hạng một tiếng. Giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra gọi cho Cao Tử Hạng. Cao Tử Hạng đang báo cáo chuyện bà vợ trúng cổ trùng với ông cụ Cao Sĩ Hiến. Cao Sĩ Hiến đã hơn 80 tuổi, tinh thần vẫn minh mẫn. Ông cụ không tỏ ra quá chấn hãi, vô cùng bình tĩnh nói, bố già rồi, cuối cùng cái nhà này cũng phải để con gánh vác. Làm người gánh vác rất khó, làm tốt thì là việc con phải làm không tốt sẽ bị người trong tộc mắng. Có rất nhiều người muốn con chết, ngấm ngầm hay công khai, con đều phải đề phòng. Chuyện này, con tự điều tra đi, bất kể điều tra được ra ai, phải làm thế nào thì cứ làm thế đó. Không cần chuyện lớn nhỏ gì cũng báo cáo với bố. Vâng, Cao Tử Hạng trả lời một tiếng. Ồ, đúng rồi, người thanh niên mà con vừa nói có lai lịch thế nào, ông cụ hỏi. Chỉ biết là họ Lý, nghe nói đến từ thủ đô, có chút quan hệ với nhà họ Lâm thành phố Hòa. Cao Tử Hạng trả lời, những việc khác, tạm thời chưa điều tra được, con phái người đi điều tra ngay. Họ Lý, đến từ thủ đô, Cao Sĩ Hiến lẩm bẩm, có thể dùng ba cây kim châm bình thường đã ép được cổ trùng ra, người này không đơn giản, còn phải kết giao đàng hoàng. Chịu ơn của người ta, thì phải báo đáp, không thể để người ta nói nhà họ Cao chúng ta không biết quy tắc lễ nghĩa. Con biết rồi, bố. Cao Tử Hạng cung kính nghe lệnh. Đúng lúc này, Lý Dục Thần gọi tới. Cậu Lý, Cao Tử Hạng vô cùng bất ngờ, không nghĩ Lý Dục Thần sẽ chủ động gọi đến nhanh như vậy. Tôi ở hội sở Hồ Tân, gặp chút rắc rối, đối phương tên Trương Băng. Ồ đúng rồi, tôi ngửi thấy mùi của cổ trùng. Câu này của Lý Dục Thần nghe rất kỳ lạ, nửa câu trước như cầu cứu, nửa câu sau lại khiến người ta khó hiểu. Nhưng Cao Tử Hạng hiểu ý. Ông ta vô cùng chấn kinh, chẳng lẽ người hạ cổ trùng là Trương Băng? Trương Băng cũng coi là tâm phúc của ông ta, đã làm việc cho nhà họ Cao từ lâu, theo ông ta hơn 10 năm. Sau khi Cao Tử Hạng tiếp nhận đại quyền, liền sắp xếp Trương Băng đến làm ở văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thông Ích, sau đó lại đề bạt làm phó tổng giám đốc. Ông ta thực sự không nghĩ được, tại sao Trương Băng muốn hại ông ta. Tôi đến ngay đây. Cao Tử Hạng tắt máy, lập tức gọi người vội vàng chạy đến hội sở Hồ Tân. Trương Băng nghe thấy Lý Dục Thần gọi điện, cười lạnh lùng, gọi người phải không? Gọi đi, cứ gọi tự nhiên, tôi muốn xem. Hôm nay ai có thể đến cứu cậu? Quan Nhã Lệ cũng hiếu kỳ Lý Dục Thần sẽ gọi ai đến. Nhưng lúc này, bà ta vẫn muốn dàn xếp ổn thỏa. Dù sao đây là hội sở của bà ta, Trương Băng gióng trống khua chiêng đến, nếu Lý Dục Thần lại gọi một đám người đến, thì khó mà giải quyết thu xếp được. Phó Tổng Giám đốc Trương, thanh niên hừng hực, ông việc gì phải điều động binh lực như vậy? Hay là, ông và cô Giao lên tầng nghỉ ngơi trước đi? Cứ để tôi xử lý chuyện này, nhất định cho mọi người kết quả hài lòng. Trương Băng nhìn Quan Nhã Lệ một cái, gật đầu nói, giám đốc Quan, đương nhiên tôi phải nể mặt cô, nhưng hôm nay nếu tôi bỏ qua như vậy, thì sau này Trương Băng tôi làm sao lăn lộn ở tiền đường đây?
người ta sẽ đánh giá nhà họ Cao thế nào. Ông ta cố ý lôi nhà họ Cao ra là muốn nói với Quan Nhã Lệ, bảo cô ta đừng nhúng tay vào. Quan Nhã Lệ biết Trương Băng không chịu bỏ qua, bèn nói, Phó Tổng Giám Đốc Trương, hay là thế này đi, tôi sẽ đến tổn thất của cô Giao và anh em thuộc hạ, mấy người thanh niên này, bảo họ xin lỗi, ông thấy có được không? Trương Băng dường như cũng hơi kiêng sợ Quan Nhã Lệ, liền hỏi Giao Hồng Lăng ở bên cạnh, cục cưng, em thấy thế nào? Giao Hồng Lăng khóc lóc rên rỉ bày vẻ đáng thương, không được. Tôi muốn họ chết, phải chết hết, anh Băng. Trương Băng dỗ dành cô ta nói, được được được, bắt tất cả họ chết hết. Liền nói với thuộc hạ bên cạnh, các cậu còn ngây ra đó làm gì, còn không ra tay đi. Quan Nhã Lệ cau mày. Đội trưởng đội bảo vệ thì thầm bên tai bà ta, bà chủ, chúng tôi có cần ra tay không? Quan Nhã Lệ khẽ lắc đầu nói, xem tình hình đã, chỉ cần họ đừng gây ra án mạng là được. Bên đó, thuộc hạ của Trương Băng đã xông lên như ong vỡ tổ. Mã Sơn đứng ra nghênh chiến đầu tiên. Nhưng vì đông người, không gian ở đây lại nhỏ, không thi triển ra được, đương nhiên Mã Sơn không phải là đối thủ. Cho nên Lý Dục Thần cũng không thể rảnh rỗi, sánh vai tác chiến cùng Mã Sơn. Anh Mã Sơn, còn nhớ khí tức và bộ pháp mà em dạy anh mấy hôm nay không? Đây là cơ hội thực chiến hiếm có. Được, Mã Sơn vô cùng hưng phấn hô một tiếng. Mấy hôm nay, Lý Dục Thần cũng nhân lúc rảnh rỗi dạy Mã Sơn một vài thứ đơn giản, chủ yếu nhất là nhịp hít thở và bộ pháp chiến đấu. Mã Sơn vốn có nền tảng, vừa dạy là biết. Những thứ Lý Dục Thần dạy, tuy không phải là bí quyết, nhưng là kỹ xảo của tông sư võ đạo chính tông, không là bí mật bất truyền, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với những võ công được truyền thụ trong thế giới bình thường. Mã Sơn học mấy ngày, đã có cảm giác như thay da đổi thịt. Chỉ thấy Mã Sơn hiên ngang đi thẳng, như đi vào chỗ không người, trong phòng bao nhỏ hẹp, đi lại tự nhiên. Lý Dục Thần thỉnh thoảng hỗ trợ bên cạnh. Đến cuối cùng, Lý Dục Thần đã hoàn toàn không cần ra tay, một mình Mã Sơn đánh, đám người còn lại cũng hoàn toàn không chống đỡ nổi. Chưa đến 10 phút, đổ đông đổ tây nằm ngổn ngang dưới đất. Quan Nhã Lệ nhìn mà trợn mắt há hốc miệng. Bà ta không ngờ hai thanh niên này lại đánh giỏi như vậy. Trương Băng hoàn toàn trong trạng thái thộn người. Mình đưa mười mấy người đến, còn đều là những tay cử khôi được lựa chọn kỹ càng, chỉ để xả giận cho người tình. Mà chỉ một lúc, sao lại nằm hết dưới đất rồi? Trong lòng Trương Băng bốc lên hàn khí, đã không chỉ là vấn đề mất mặt nữa. Mã Sơn đánh xong, thở hổn hển mấy hơi, hỏi, anh đánh thế nào? Có tiến bộ chứ? Lý Dục Thần nói, tiến bộ rất lớn, chỉ là sức mạnh và độ bền còn thiếu chút, nếu không, 3 phút là có thể giải quyết. Mã Sơn cười ha ha, xem ra lúc về vẫn phải luyện thêm. Lý Dục Thần đột nhiên cau mày. Mã Sơn ngẩn người, quay người nhìn qua, mới phát hiện Trương Băng rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng họng súng đen xì vào mình. Quỳ xuống, Trương Băng lộ ánh mắt hung dữ, hầm hầm nói. Mã Sơn và Lý Dục Thần đều đứng im. Bằng! Trương Băng bắn một phát lên trời. Đừng tưởng súng của tôi là súng đồ chơi. Quan Nhã Lệ vội vàng ra giải vây, Phó Tổng Giám Đốc Trương, sao ông còn động đến súng chứ? Không hợp quy tắc đâu. Trương Băng nói, không có quy tắc với quy tắc gì hết, tôi có súng, tôi chính là quy tắc. Quan Nhã Lệ cau mày. Trương Băng dùng súng, nếu giết người ở đây, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hội sở. Quan trọng là vẫn còn chưa biết rõ cậu Lý đối diện có lai lịch thế nào, chẳng may có bối cảnh gì, giải quyết hậu quả càng rắc rối. Nhưng bây giờ súng nằm trong tay Trương Băng, ông ta có thể bóp cò bất cứ lúc nào, Quan Nhã Lệ cũng hết cách. Nhóc con, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Trương Băng lại chĩa họng súng vào Mã Sơn, ngón tay đặt lên cò súng, chậm rãi bóp vào trong. Lý Dục Thần hỏi Mã Sơn, còn nhớ bộ pháp mà em dạy anh tên là gì không? Nhớ, tên là Vũ Bộ. Vũ hình như rắn, vũ thế như điện, bộ cương đạp đầu, bây giờ em thể hiện cho anh xem, anh nhìn kỹ đấy. Nói xong, Lý Dục Thần tiến lên trước một bước. Dưới chân nổi gió, thân hình đột nhiên hóa thành hư ảnh. Mọi người chỉ thấy hoa mắt. Lý Dục Thần đã đến trước mặt Trương Băng, một tay nắm chặt cổ tay của Trương Băng, nhẹ nhàng vặn sang một bên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Trương Băng. Trương Băng vốn định bóp cò, đột nhiên phát hiện họng súng đã nhằm thẳng vào Giao Hồng Lăng bên cạnh. Ông ta muốn buông ngón tay, nhưng đã muộn. Bằng!
Tiếng súng lại vang lên. Giao Hồng Lăng kinh ngạc nhìn người tình Trương Băng. Lồng ngực cô ta xuất hiện lỗ máu, máu tươi chảy ra ào ào. Anh, thật, ác. Giao Hồng Lăng chậm rãi ngã xuống. Trương Băng đứng ở đó với vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu tại sao lại như vậy. Cả phòng bao rơi vào tĩnh lặng như cái chết. Cho đến khi giọng của Lý Dục Thần vang lên. Ông giết người rồi. À, Trương Băng mới kinh hãi kêu lên một tiếng, định thần lại từ trong kinh ngạc, tôi không có. Có, ông đã giết người rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Lý Dục Thần nói. Không, tôi không giết người. Là cậu, là cậu. Trương Băng giơ khẩu súng, chĩa thẳng vào trán Lý Dục Thần. Tôi không thích người khác cầm súng chĩa vào đầu tôi, Lý Dục Thần nói. Tao phải giết mày. Trương Băng điên cuồng kêu lên, bóp cò. Nhưng viên đạn không bắn vào đầu của Lý Dục Thần như kỳ vọng. Mà khẩu súng trong tay Trương Băng bị nổ nòng. Bành một tiếng nổ vang lên, bốc lên làn khói, khẩu súng nổ thành đóa hoa, còn tay của Trương Băng máu thịt lẫn lộn. A! À, Trương Băng ôm tay, quỳ xuống kêu thảm thiết. Lý Dục Thần không hề thương xót nhìn ông ta. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Anh quay người, nhìn Quan Nhã Lệ trong vẻ mặt chấn kinh, nói, bà chủ quan, bà nhìn rõ rồi đấy, người là do Trương Băng giết, ông ta còn muốn giết tôi, chỉ là nòng súng nổ thôi. Quan Nhã Lệ gật đầu, tôi nhìn thấy đúng là như vậy. Bây giờ với Quan Nhã Lệ mà nói, bà ta đứng trước một vấn đề khó. Rốt cuộc phải đối xử với Lý Dục Thần thế nào? Sự việc xảy ra ở hội sở của bà ta, nếu cứ để Lý Dục Thần đi như vậy, thì không thể ăn nói với nhà họ Cao. Nhưng bà ta không có lý do để giữ Lý Dục Thần lại, hơn nữa dựa vào thực lực thể hiện ra vừa nãy, bà ta muốn giữ cũng không giữ được. Đúng lúc này, đội trưởng bảo vệ nói bên tai bà ta, người nhà họ Cao đến, hình như là ông cả Cao. Cao Tử Hạng. Thấy bảo vệ gật đầu, Quan Nhã Lệ vô cùng kinh ngạc. Sao Cao Tử Hạng lại đến đây, sự việc ở đây đã kinh động đến nhà họ Cao nhanh thế ư? Cậu Lý, tôi không có ý làm khó cậu. Nhưng người nhà họ Cao đến rồi, sợ rằng cậu không đi được, Quan Nhã Lệ nói, nhưng những lời cậu vừa nói, tôi sẽ làm chứng cho cậu. Cảm ơn bà chủ quan. Lý Dục Thần có ấn tượng khá tốt với Quan Nhã Lệ, mặc dù lúc ban đầu, bà ta hơi khinh thường bọn họ, nhưng sau đó vẫn luôn giữ thế trung lập, đặc biệt là sau khi Trương Băng rút súng, và bây giờ Cao Tử Hạng đến, vẫn có thể giữ thế trung lập, thật không dễ dàng. Trương Băng nghe thấy Cao Tử Hạng đến. Cố gắng nhịn cơn đau ở tay, kêu lên, các người xong rồi, chết chắc rồi. Lúc này, bảo vệ ở cửa tách sang hai bên nhường ra một lối đi. Đầu tiên là mấy người trông như vệ sĩ đi vào. Sau đó là Cao Tử Hạng. Phía sau Cao Tử Hạng còn có một người trông như quản gia, sau đó theo sau là mấy người đàn ông mặc vest đeo kính râm. Lý Dục Thần vừa nhìn là biết, người mà Cao Tử Hạng đưa đến đều là cao thủ, đặc biệt là người trung niên trông như quản gia bên cạnh ông ta. Khí tức đặc biệt, trên người có pháp lực dao động, có lẽ là người võ đạo kiêm tu. Chẳng trách người Hạ Cổ Trùng muốn mượn người bên cạnh Cao Tử Hạng để hạ thủ, thì ra nhà họ Cao có cao nhân tọa chấn. Chủ tịch Cao, ông đúng là quý nhân, bình thường tôi mời cũng không mời được, hôm nay sao lại có thời gian đến tiệm nhỏ của tôi thế, Quan Nhã Lệ khéo léo duyên dáng ra đón. Cao Tử Hạng cười nói, Tổng Giám Đốc Quan à, nếu chỗ của bà là tiệm nhỏ, thì tiền đường không có mấy cửa hàng lớn đâu. Hôm nay tôi đến xử lý việc riêng, không làm phiền Tổng Giám Đốc Quan chứ. Đâu có, Chủ tịch Cao có thể đến đây, tôi vui mừng còn không hết ấy. Ánh mắt Quan Nhã Lệ lóe lên, nghĩ làm thế nào để dàn xếp chuyện xảy ra ở đây, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có cách nào thỏa đáng. Trương Băng nhìn Cao Tử Hạng, lớn tiếng gọi, ông chủ đến rồi, mau cứu tôi. Chỉ vào Lý Dục Thần nói, chính là cậu ta đã đánh chết người của chúng tôi. Còn đánh thương tay của tôi, ông còn không đến, tôi sẽ mất mạng đấy. Cao Tử Hạng nhìn cô gái và con chó đã chết dưới đất, và cả cánh tay nát của Trương Băng, liền cau mày. Sau đó quay sang nhìn Lý Dục Thần. Trương Băng tưởng rằng cuối cùng cũng được cứu, tay cũng không đau nữa, cũng can đảm hơn, hầm hầm trừng mắt nhìn Lý Dục Thần, nhóc con, mày chết chắc rồi. Tao sẽ cho mày nếm hết tất cả hình phạt trước khi chết. Cho mày tận mắt chứng kiến người nhà bạn bè của mày chết trước mặt mày. Quan Nhã Lệ cũng cảm thấy Trương Băng đáng ghét, trong lòng cũng nghĩ xong một loạt lời lẽ, Đa Ninh định nói với Cao Tử Hạng, ít nhất có thể giữ lại đường sống cho hai thanh niên đó.
nhưng bà ta còn chưa mở miệng, bỗng nghe thấy Cao Tử Hạng nói. Cậu Lý, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Ông cả nhà họ Cao, lại nói chuyện với người thanh niên này bằng giọng điệu tôn kính như vậy, hơn nữa còn khẽ khom lưng. Quan Nhã Lệ trợn mắt há hốc miệng, có cảm giác hoang đường. Bà ta nghĩ đến vừa nãy Lý Dục Thần gọi điện đi. Cứ tưởng là tìm trợ thủ. Nhưng ai có thể ngờ được, trợ thủ mà anh tìm đến lại là Cao Tử Hạng. Sốt cuộc người này là ai? Cậu Lý, thủ đô. Trong lòng Quan Nhã Lệ dâng lên làn sóng. Có người còn chấn kinh hơn cả Quan Nhã Lệ, chính là Trương Băng. Ông ta đờ đẫn nhìn cảnh này, sự cuồng nhiệt trong lòng dần trầm xuống, trầm đến đáy biển băng lạnh. Lý Dục Thần cười nói, không muộn, đến đúng lúc lắm. Cao Tử Hạng chỉ vào Trương Băng ở bên cạnh nói, là ông ta ư. Không dám chắc chắn, nhưng ít nhất ông ta cũng không thoát khỏi liên can, ông về hỏi là biết, Lý Dục Thần nói. Cao Tử Hạng gật đầu, khẽ khom lưng lần nữa, nói cậu Lý, lần này cảm ơn cậu. Tôi lại nợ cậu một ân tình rồi. Không có gì, tôi không lấy lãi, ông có thể từ từ trả. Lý Dục Thần nói xong, rồi nhìn thẳng ánh mắt Cao Tử Hạng, cười lớn ha ha. Cười xong, Cao Tử Hạng quay đầu, ánh mắt băng lạnh, hạ lệnh, đưa đi cho tôi. Thuộc hạ của ông ta đi đến, lôi Trương Băng đi. Ông chủ, Trương Băng giãy giụa lần cuối, ông chủ, tôi đã theo ông nhiều năm, ông không thể đối xử với tôi như vậy. Bốp, vệ sĩ của Cao Tử Hạng vung tay tát mạnh một cái, sau đó dán băng dính vào miệng ông ta. Trương Băng bị lôi đi. Cao Tử Hạng nhìn phòng bao bừa bãi lộn xộn một cái, nói với Quan Nhã Lệ, Tổng Giám Đốc Quan, thật ngại quá, phiền bà thu dọn chỗ này, hội sở tổn thất bao nhiêu, bà thông báo một tiếng, chúng tôi nhất định bồi thường như bà báo. Quan Nhã Lệ thấy kết thúc như vậy, cũng tốt hơn nhiều so với bà ta nghĩ, cười nói, Chủ tịch Cao khách sáo rồi, chỗ này tôi sẽ xử lý tốt, ông yên tâm. Chuyện hôm nay, tôi sẽ không truyền ra ngoài nửa chữ. Cao Tử Hạng hài lòng gật đầu. Nói, từ lâu đã nghe nói cô cả nhà họ Quan vừa xinh đẹp vừa tài năng, hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Rồi nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, nếu không có việc gì, không ngại đến hoa viên nhà họ Cao ngồi chơi chứ. Lý Dục Thần nói, không đâu, tôi còn có việc, hôm nay đã làm chậm trễ rồi. Lần sau nhất định đến quấy rầy. Được, vậy tôi sẽ cung kính chờ đợi đón tiếp bất cứ lúc nào. Cao Tử Hạng vội đi về xử lý Trương Băng. Lúc này là thời cơ tốt nhất để tìm hiểu ngọn nguồn, bắt được hung thủ. Nếu để lộ thông tin, hung thủ bỏ chạy thì rắc rối rồi. Liền khách sáo mấy câu, rồi dẫn thuộc hạ ra về. Lý Dục Thần và Mã Sơn Định đưa vợ chồng dì tình rời đi. Quan Nhã Lệ đột nhiên nói, cậu Lý đến từ thủ đô, bà dì của tôi đã từng là khách quý của nhà họ Lý đệ nhất thế gia thủ đô, thường kể chuyện cũ ở thủ đô với tôi, khiến tôi vô cùng khao khát muốn đến. Vừa hay muốn thỉnh giáo cậu Lý. Cậu Lý, tôi muốn mời cậu uống chén trà, không biết cậu có chịu nể mặt không? Lý Dục Thần vốn vội quay về, nhưng nghe đến mấy chữ nhà họ Lý thủ đô, lập tức thay đổi chủ ý. Bà chủ quan này rõ ràng là liên tưởng đến cái gì, bất kể bà ta có mục đích gì, Lý Dục Thần đều phải ở lại. Quan Nhã Lệ cho thuộc hạ thu dọn xử lý phòng bao bừa bộn ngổn ngang, khỏi cần nói, lại sắp xếp phòng và đồ ăn khác. Bảo Mã Sơn đưa dì tình và Hứa Quốc Lập đi nghỉ ngơi. Hứa Quốc Lập bị đánh gãy chân, nhưng được Lý Dục Thần chữa trị đã có thể đi lại, chỉ là vết thương cũ khó hồi phục, vẫn hơi tập tễnh. Việc này khiến Quan Nhã Lệ vô cùng kinh ngạc. Những người không có kiến thức cũng biết, gãy xương nối lại, không đơn giản là phẫu thuật nữa. Còn về vợ chồng Dương Tùng, từ sau khi Dương Tùng tát Ngô Tư Tư một cái, Ngô Tư Tư liền rất ngoan ngoãn. Cho đến khi Cao Tử Hạng xuất hiện, cuối cùng Ngô Tư Tư hiểu đám nhà quê mà mình coi thường là nhân vật lớn thực sự. Bà ta không dám nói, chỉ dùng ánh mắt xúi dục chồng mình đi nịnh nọt Lý Dục Thần. Dương Tùng đâu có mặt mũi đi nịnh nọt, lấy lý do con gái Thiển Thiển còn đang ở bệnh viện, chào một tiếng rồi đi mất. Lý Dục Thần theo Quan Nhã Lệ đến căn phòng trên tầng 2 uống trà. Trong phòng có đầy đủ cầm kỳ thư họa, còn thoảng thoảng mùi trầm hương. Đích thân Quan Nhã Lệ đun nước pha trà. Hai ngày trước tôi nghe nói, cậu Lý ở thủ đô và trưởng môn vương của Thái Cực Nam Phái có một trận đấu võ, kết quả cậu Lý thất hẹn trước trận. Quan Nhã Lệ vừa pha trà vừa nói. Không cần nghi ngờ, người đó chính là tôi, Lý Dục Thần vui vẻ thừa nhận.
Quan Nhã Lệ mỉm cười nói, tôi nghe nói, người trong giang hồ trọng uy tín nhất, cậu Lý đã dám hẹn trưởng môn vương đấu gõ, chắc chắn không sợ ông ta, tại sao lại thất hẹn chứ? Trọng uy tín thì đúng, nhưng cũng không cần thiết vì chữ tín mà đi ngược lại lòng mình, cái gọi là đạo pháp tự nhiên, giang hồ chìm nổi, tất cả tùy duyên. Lý Dục Thần nói, tôi và trưởng môn vương hẹn chiến, là duyên phận, cuối cùng không đánh, là chưa đủ duyên. Lần đầu tiên Quan Nhã Lệ nghe thấy có người giải thích việc thất hẹn của mình mới mẻ như vậy. Cậu Lý đúng thật không phải người bình thường. Lý Dục Thần mỉm cười, anh vốn không quan tâm người ta nhìn nhận anh thế nào, cũng không cần giải thích tỉ mỉ. Cậu Lý, một tháng nữa, là đại hội võ lâm tiền đường, trưởng môn vương đó cũng sẽ tham gia, nói không chừng, đến lúc đó, cậu Lý và ông ta cũng đủ duyên rồi đấy. Quan Nhã Lệ rót một chén trà, nhẹ nhàng chuyển đến trước mặt Lý Dục Thần, cười như không cười nhìn anh. Còn có đại hội võ lâm tiền đường, Lý Dục Thần chưa từng nghe nói, chắc không phải là chương trình giải trí của đài truyền hình nào đó tổ chức chứ? Đương nhiên không phải, Quan Nhã Lệ nói, đại hội võ lâm tiền đường là hoạt động dân gian, khởi nguồn của nó, thực ra là tranh vị trí đệ nhất tông sư Nam Giang. Đệ nhất tông sư Nam Giang. Võ đạo Nam Giang chúng tôi có hai đại tông sư, chắc cậu Lý biết chứ? Lý Dục Thần gật đầu. Quan Nhã Lệ nói tiếp, Hà Trường Xuân của tiền đường, Liễu Kim Sinh ở thành phố Vĩnh, mỗi năm đều tổ chức gặp mặt một lần, so tài võ nghệ, giao lưu trò chuyện. Nhưng họ đều là tông sư, đánh đi đánh lại cũng chẳng ra thể thống gì, cho nên đều là đấu văn, còn đấu võ là đấu giữa các đệ tử, dùng việc thắng thua của đệ tử quyết định cao thấp của hai bên, sau này người hâm mộ của họ cũng tham gia, dần dần trở thành đại hội võ lâm. Thì ra là vậy, vậy. Nhiều năm nay, hai người họ có phân được cao thấp không? Lý Dục Thần hỏi. Thắng thua có cả, cuối cùng ai là đệ nhất, cũng không ai biết, dù sao hai người họ chưa từng đấu võ thực sự, đều là các đệ tử đọ sức. Quan Nhã Lệ nói xong cười với Lý Dục Thần, cậu Lý có muốn tham gia không? Nói không chừng có thể gây nên tên tuổi, nếu được hai vị tông sư nhìn chúng, còn có khả năng được thu nhận về môn hạ đấy. Tôi không có hứng, Lý Dục Thần thản nhiên nói. Quan Nhã Lệ ngẩn người, người trong võ đạo, bao nhiêu người mong được tông sư thu nhận, sao trông anh chàng này có vẻ khinh thường. Thế cậu Lý có hứng với việc gì? Nói chuyện bà gì đó của bà đi, chẳng phải bà ấy đã từng làm khách quý của nhà họ Lý thủ đô sao? Nhà họ Lý ở thủ đô à? Quan Nhã Lệ ngước mắt nhìn Lý Dục Thần, cười nhạt, tôi nghe nói hơn 20 năm trước, nhà họ Lý ở thủ đô đã biến mất, không để lại con cháu nào, cậu Lý đến từ thủ đô, chẳng lẽ? Lý Dục Thần không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Quan Nhã Lệ. Quan Nhã Lệ bị nhìn đến trong lòng hoảng loạn, bất giác sờ má, nói cậu Lý, sao thế, trên mặt tôi có gì sao? Nếu bà chủ quan không nói, thì tôi xin cáo từ, Lý Dục Thần đứng lên định đi ra ngoài. Đợi đã, cậu Lý, Quan Nhã Lệ vội gọi lại, về chuyện của nhà họ Lý ở thủ đô, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên nghe bà dì tôi nhắc đến, không biết nhiều lắm. Đại hội võ lâm lần này. Bà dì tôi là khách mời, cũng là một trong số trọng tài, nếu cậu có hứng thú, có thể gặp hỏi bà ấy trực tiếp. Bà dì của bà là người trong võ đạo, Lý Dục Thần quay đầu, ngạc nhiên nói. Hai tông sư đối quyết, tuy có thể chỉ là đấu văn, còn đệ tử đấu võ, nhưng người được mời làm khách quý, ít nhất cũng phải là trưởng môn một phái như Vương Tông Sinh, hoặc là cao thủ thế gia đạt đến cảnh giới thần kỳ võ đạo. Bà dì của tôi là tông sư, Quan Nhã Lệ nói. Tông sư, Lý Dục Thần càng kinh ngạc hơn, chẳng phải nói tỉnh Nam Giang chỉ có hai tông sư thôi sao? Quan Nhã Lệ giải thích, bà dì tôi tên là Xà Bích Thanh, là người làng Mèo Điền Nam, chỉ là mấy năm nay vẫn sống ở nhà họ Quan thành phố Âu, không tính là người Nam Giang. Xà Bích Thanh, làng Mèo Điền Nam, khách quý của nhà họ Lý ở thủ đô. Lý Dục Thần lẩm bẩm, bỗng liên tưởng đến buổi tiệc chấn động thủ đô mà sư phụ Vinh nói. 36 đầu bếp của khách sạn lớn cùng làm 800 món ăn, chỉ để tiếp đãi một vị nữ khách quý. Được, tôi sẽ tham gia đại hội võ lâm. Đến lúc đó, tôi muốn gặp bà xã, mong bà chủ quan giới thiệu. Quan Nhã Lệ cười, vậy tôi xin cung kính chờ đợi cậu Lý đến thăm. Lý Dục Thần đi xuống tầng gặp mấy người Mã Sơn. Mã Sơn hỏi Lý Dục Thần, có thể đưa dì Tình và chú Quốc Lập về thành phố hoặc không? Tuy Dương Tùng cũng được. Nhưng bộ mặt của bà vợ Ngô Tư Tư của ông ta, Mã Sơn thực sự không nhìn nổi. Dì Tình ở lại nhà họ làm bảo mẫu, chắc chắn chịu không ít ấm ức.
Lý Dục Thần suy nghĩ nói, nếu họ đồng ý, thì đến Ngô Đồng cư đi. Ở đó cần một bảo mẫu và một bảo vệ, em đang lo không tìm được người đáng tin cậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.